Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng cho em này lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái cưa gấp các nhá. Cưa gấp này. Đó, nó sẽ là một con cưa rất là chất lượng này các bác này. Đấy, cưa gấp nhá. Hàng của Nhật các bác này. Đấy, đây. Hàng của thương hiệu Fugu này, Fugu Japan các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, các bác xem này. Đó, bẻ cong thoải mái nhá. Con này thì nó sẽ gấp gọn như này và chiều dài của nó thì hàng về theo lô, có lô là 25 cm và có lô là 30 cm. Thì hàng về theo lô thì bên em cũng bán theo lô thôi. Các bác hết sức thông cảm cho em nhá. Đó. Thì con này các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, giá của nó sẽ là 50.000 cho một cái cưa gấp trắng đen như này. Lên cho em cưa gấp trắng đen 50k này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành cam này. Đấy, lên cho em là kéo cành cam. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá, 70.000. Có kèm cho các bác thêm một cái lò xo. Đấy, kèm thêm một cái lò xo nữa luôn. Cho nên nó rất là tiện, thì các bác dùng thì mình có thể thay thế lò xo. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này là xong nhá. Con này thì các bác dùng để cắt cây, cắt cành, nói chung là dùng rất là đa di năng luôn và rất là ngon nhá. Thép SK5 không gỉ này, made in Japan này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này vào cho em là xong nhá. Đó, đây, made in Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. Nên cho em là kéo cành cam. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Lên cho em là kéo cành cam, giá sẽ là 70k nhá. Kéo cành cam này. Kéo cành cam giá sẽ là 70k nhá. 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cưa lách nhá. Cưa lách hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Đó. Nó sẽ là một con cưa lách như này, made in Japan cho bác nhá. Con này các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành rồi tỉa cây những cành răm, cành nhỏ rất là ok, hoặc là lách vào những cái khe của những cái cành cây để mình cưa, nó gọi là cưa lách. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 40.000 nhá, 40k cho một con cưa lách như này nhá, hàng made in Japan qua đây. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một con kéo tỉa inox này. Đấy, cũng là hàng của Nhật đây, made in Japan các nhá. Con này thì các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, dùng để cắt tỉa răm rất là ok luôn nhá. Các bác dùng tỉa răm, tỉa cây, những cái răm cây nhỏ các bác tỉa đi cho em. Rất là ok luôn. Đó, hàng made in Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000. Lên cho em là kéo tỉa răm inox nhá, kéo tỉa răm inox giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Thì đấy là giá bán lẻ, còn bên shop bán theo combo thì nếu mà các bác mua combo 4 món, hai kéo và hai cưa thì giá bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá, 160.000 sẽ combo cho các bác bao gồm là hai kéo hai cưa luôn các bác nhá, hai kéo hai cưa. Thì con này các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này. Kéo tỉa inox giá sẽ là 50k nhá. 50k, đó 50k cho con kéo tỉa inox như này. Đấy thì nếu các bác mua combo cho em là 4 món như này thì giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000. Đấy thì tính ra là nếu mà các bác mua là cái kéo cành cam này là 70.000 này. 70.000. Đấy, cộng với lại cái hai món này 50.000 nữa là vào 170 rồi, 170 với cái này 40.000 nữa là vào đi là 201. Thế mà các bác mua combo 4 món như này giá chỉ có 160.000 thôi. Đấy. Các bác lên cho em là bộ 4 cưa kéo nhá. Bộ 4 cưa kéo giá chỉ có 160.000 thôi. Bộ 4 cưa kéo này, cưa kéo giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho bộ 4 cưa kéo như này. Đấy, mua cho em combo 4 món như này giá sẽ là 160.000, cộng thêm cho em 30.000 thì ship nữa là 190 các bác nhá. Đó, còn các bác cứ gom đủ 200 bên em sẽ bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24, hàng cũng là hàng của Nhật made in Japan đây. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa răm rất là ok luôn. Chiều dài của nó là 24 25 cm, cho nên là các bác lên cho em là kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24. Con này bao nhiêu? Lên cho em là kéo 24 nhá, kéo tỉa 24, giá sẽ là 60k nhá, 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Đấy, con này thì bên shop bán riêng, giá của nó sẽ là 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Còn con inox này thì nó sẽ là 20 cm thôi, con inox là 20 cm. Còn con màu đen này thì nó sẽ là 24 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành đúc nhá, kéo cắt cành đúc như này. Đấy, con này thì nó sẽ là kéo cành đúc, hàng made in Japan đây, đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, made in Japan này các bác này. Chữ triện của Nhật đây. Các bác dùng để cắt cành và cắt cây rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ là hàng đúc liền thân như này, cắt rất là ngon và mượt nhá. Đấy, hàng đúc liền thân này không lo bị gãy, bị bong đâu nhá. Đấy, lò xo chữ V rất là tiện dụng đây. Hàng made in Japan các bác này. Đó, giá thì sẽ là 130.000.
Ba lên mã giúp cho em đó là kéo lên mã giúp cho em đó là kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc. Kéo cành đúc giá của nó sẽ là 130k. 130.000 cho một con kéo cành đúc nhá. Giá sẽ là 130.000 thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên shop lại về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em thì ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Đấy, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về được một ít cái đồng hồ của thương hiệu Rolex nhá. Đấy, đồng hồ của thương hiệu Rolex. Thì hàng về số lượng không có nhiều đâu. Bác nào mua thì nhanh tay điện thoại đặt hàng giúp cho em. Đấy thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 tròn. 300.000 tròn và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Hàng thì đồng hồ này nó sẽ là hàng chạy bằng pin nhá, hàng chạy bằng pin. Đấy đây các bác này. Rất là ngon luôn. Đấy các bác nhá. Đồng hồ của thương hiệu Rolex này, mặt vàng này, kim trôi này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đồng hồ Rolex nhá, Thụy Sĩ, rất chất lượng cho các bác luôn. Dây vàng, mặt vàng rất đẹp. Có cả ấy luôn các bác nhá. Có cả ngày, có cả lịch luôn. Đó, thương hiệu Rolex đây. Đồng hồ Rolex Thụy Sĩ nhá, rất ngon lành cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300k. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex, giá sẽ là 300.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái dòng điện thoại. Các bác lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim. Đấy đây nó sẽ làm con điện thoại 4 sim như này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây về nhà các bác lắp sim vào đây cho em. Có 4 khay sim cho các bác luôn nhá. Có 4 khay sim luôn. Rất là tiện. Đó, đây. Đấy có cả đèn pin nhá. Đây nó sẽ có một cái đèn pin rất là sáng ở đằng trước này. Các bác có thể dùng để mình soi dọi hoặc là sử dụng rất là tiện ích. Có cả đèn pin luôn. Và con này của nó thì nó sẽ là dòng 4 sim. Về nhà các bác chỉ cần bật nguồn và lắp pin lên là khởi động thôi. Đấy, lắp pin, lắp sim xong thì khi các bác lắp sim xong thì các bác tắt nguồn đi nhá. Lắp sim xong tắt nguồn đi. Đấy, bật lại cho em. Đấy, để nó nhận sim nhá. Lắp sim vào thì các bác tắt nguồn đi. Sau đó thì mình bật lại lên cho nó nhận sim là ok nhá. Đấy, rất là ngon lành. Và giá thì chỉ có cho các bác là 450.000 cho một con điện thoại 4 sim như này các bác nhá. 450k. Đấy, lên mã giúp cho em là điện thoại 4 sim. Đằng sau này thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc này và một cái ốp luôn nhá, kèm một cáp sạc một ốp luôn. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Một cáp sạc một ốp và cái giá thì chỉ có cho các bác là 450.000 thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim nhá, điện thoại 4 sim. Đấy, điện thoại này, điện thoại 4 sim. Giá của nó sẽ là 450k và bao sim tận nhà cho các bác luôn. Đó, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ rổ vuông nhá. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là combo là 3 đôi rổ nhá, 3 đôi cả rổ cả chậu luôn. Đấy. To nhất này thì đường kính của nó là 35 cm cả rổ cả chậu nhá. Hàng bền vĩnh cửu luôn các bác này. Đấy. Nhựa của nó thì siêu mềm luôn. Các bác dùng thoải mái nhá. Đấy. Sẽ có cho các bác là 3 đôi cả rổ cả chậu như này. Đôi số 1 này. Đấy. Đôi số 2 này. Đấy, đôi số 2 đây. Đấy, đôi số 2 này các bác nhá. Đấy. Và đây là đôi số 3 này. Đấy, đôi số 3. Đó, to nhất là 35 mà nhỏ nhất là 20 này. Nhựa của nó siêu mềm luôn các bác thấy không? Đây, các bác dùng nó rất là thích. Đấy. Nhựa thì nhựa cao cấp của Việt Nhật rồi, rất là mềm. Đó, và cái giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên cho em là rổ vuông nhá. Đấy, rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k thì cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm 1 ti nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bơm 1 ti. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 100 cành cho một con bơm 1 ti này thôi. Con này thì rất là tiện các bác dùng để bơm phao, bơm bóng, bơm hơi, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết nhá. Bơm xe đạp, xe máy đều ok hết. Đây có các cái đầu để các bác kết nối này. Đấy, và đây các bác dùng để bơm xe đạp, xe máy này đều ok hết nhá. Đấy có các cái đầu bơm của nó đây. Đấy và con này của nó thì hàng của thương hiệu Daisen của Nhật nhá, Daisen của Nhật. Đấy. Xi lanh rất chắc chắn cho các bác. Đấy. Rất chắc chắn luôn các nhá. Đó. Có đồng hồ báo nhá. Con này thì pixi của nó là được 7 cân nhá. Đấy bơm được 7 cân thì các bác dùng để bơm xe đạp, xe máy rất thoải mái. Dây của nó là dây vải này, dây vải. Dây vải thì các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn, không lo bị đứt hoặc là bị thủng nhá, không lo bị đứt bị thủng, rất tiện ích. Giá thì một cái con bơm 1 ti như này giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Nên cho em là bơm 1 ti nhá, 1 ti. Giá của nó sẽ là 100k, 100.000 cho cái bơm 1 ti này, rất rẻ luôn.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 5 thìa của Đức nhá. Đấy, 5 thìa của Đức. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling. Winling của Đức hay người như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái thìa như này nhá. 5 cái thìa hàng của Đức này. Inox 304 cực kỳ là dày dẫn chắc chắn. Đấy, độ cong độ sâu vừa phải để các bác dùng ăn cháo ăn súp hoặc là các bác dùng chế biến thực phẩm thức ăn rất là ok. Đấy, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ bộ 5 thìa Đức nhá, 5 thìa Đức, hộp 5 thìa Đức giá sẽ là hộp 5 thìa Đức giá sẽ là 560k nhá. Đấy, hộp 5 thìa Đức này. Hộp 5 thìa Đức nhá. 5 thìa Đức giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho 5 cái thìa như này, 60.000 nhá. Đấy, 60.000 cho 5 cái thìa như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bảng tự xóa hay còn gọi là bảng tô nhá. Đấy, bảng tô cũng được mà bảng tự xóa cũng được, rất là tiện. Thì cái này các bác dùng để cho các em nó học hành. Đấy, sáng tạo rất là tiện luôn. Tô vẽ thoải mái nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác một cây bút này. Và khi các bác sử dụng thì nó sẽ có cái lẫy khóa đằng sau, mở cái phần khóa này lên này. Các bác bắt đầu sử dụng này. Đấy, ấn xóa đi này. Đó. Viết tô vẽ thoải mái nhá. Đấy, không thích dùng nữa thì lại xóa đi. Các bác viết cho em đó là shop Phạm Huấn nhá. Đấy, shop Phạm Huấn này. Shop Phạm Huấn hàng Nhật bãi nhá. Sau đó thì xóa đi này. Đó. Cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Bảng tô. Giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000 cho cái bảng tô như này. Đấy, không thích dùng xóa đi. Ok. Giá thì chỉ có 50k thôi, rất là tiện. Các bác có thể mua để cho các em nó học hành sáng tạo, tránh xa điện thoại máy tính bảng, rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện của Nhật nhá. Dây điện của Nhật, đây nó sẽ là một dòng dây cực kỳ là cao cấp luôn. Dây của nó sẽ là dây 2.5. Đấy, dây Nhật 2.5 nhá, rất tiện ích cho các bác này. Đây. Japan này và CU tức là dây lõi đồng nhá. Đấy, con này thì 300 đến 500 V nhá, 300 đến 500 V. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có đèn báo nhá, có cái đèn báo bên trong này. Và dòng này là ổ cao su chống va đập, các bác có thể dùng để ăn lẩu này, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Và cắm vào nó rất là chặt nhá. Cắm vào kết nối nó rất là chặt, các bác dùng thì không sợ bị mo ve, không sợ bị chập cháy, các bác có thể dùng cho máy cắt, máy hàn rồi các cái loại máy móc đi chiến công trình đều được. Dây thì nó rất là êm. Đấy, rất là mềm, dây rất là mềm nhá. Đấy, giá thì bên shop sẽ bán theo combo nhá. Đấy. Thì quận 5m của nó sẽ là 5m là sẽ là 220 này, 5m 220k nhá. Đấy, 10m là 330k và là 30m sẽ là 650.000, 650k đó. Các bác lên cho em là dây điện xanh nhá, dây điện xanh. 10m là 5m 220, 10m 330 và 30m là 650.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là một cái con máy các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là máy hút thổi bụi bằng điện nhá. Đấy, hút thổi bụi chạy bằng điện. Tại vì bên shop có cả con chạy bằng pin nữa, mà con này nó sẽ là dòng chạy bằng điện. Rất là khỏe luôn. Thì có lô nó về màu xanh, có lô nó về màu đỏ, thì cái màu này nó cũng không quan trọng lắm các bác nhá. Màu này không quan trọng lắm. Đó, thì con này thì dòng này của nó sẽ là một cái dòng siêu khỏe luôn. Sử dụng điện 220V. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 260.000 thôi. Đây, rất là khỏe luôn các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần lắp cho em cái này vào xong này. Đây, nó có cái lẫy này, sập vào cho em xong. Trung dài luôn các bác. Trung dài luôn. Đấy. Con này thì cả hút cả thổi nhá. Đấy, các bác muốn hút thì các bác lại đảo qua chiều này chứ. Đó, đảo qua chiều này. Đấy, để mình hút này. Hút rất là mạnh nha con này. Đó. Hút kinh nào, anh em. Đó, thì con này cả hút cả thổi luôn nhá. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Hút thổi bụi điện này, thổi bụi chạy bằng điện nhá. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bên em thì gọi là ship hàng toàn quốc luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 20.000 tiền ship nữa nhá. Cộng em 20.000 ship nữa. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là kia mắc treo quần áo nhá. Đấy, các bác lên cho em là mắc gỗ này, mắc áo gỗ. Đấy, lên cho em là mắc áo gỗ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một cái mắc áo gỗ như này nhá. Lên cho em là mắc áo gỗ 40k. Cái này thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái
sắt thế này và nó có sẵn lỗ rồi, về nhà các bác chỉ cần xoáy vào cái ren này cho em xong rồi, xoáy cái lỗ này để mình treo quần áo, treo treo đồ. Đấy, con này thì đa di năng luôn, ngoài treo quần treo áo thì các bác có thể treo đồ đoàn các thứ. Đấy, mình treo lên cửa sổ này, sau đó thì mình có thể treo lên vào những cái mắc này, nó rất là tiện. Lên cho em là mắc gỗ nhá, mắc gỗ giá sẽ là 40.000 đó, mắc gỗ này giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k là cái mắc gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái kệ góc vuông nhá, kệ góc vuông. Đấy, kệ góc thì cái này các bác về nhà các bác cắt đôi cái tấm dán này ra, đấy, cắt đôi tấm dán này ra cho em, sau đó thì mình sẽ treo vào nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết nhá. Đấy, cái này thì em còn một ít nữa, thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là kệ góc nhá, thanh lý nốt cho bác cái giá đó là 40.000 cho một cái kệ góc này thôi, giá chỉ có 40k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kệ góc, giá sẽ là 40.000 đó, kệ góc này giá của nó sẽ là 40k một chiếc, 40.000 cho một chiếc kệ góc như này nhá, giá thanh lý cho các bác nhá. Nó chỉ có một cái móc dán như này thôi, về nhà các bác cắt ra làm đôi, sau đó thì mình treo vào cho em nhá, treo vào cho em là ok đó. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái kệ như này, này. Đấy, về nhà các bác bóc cái miếng dán này ra cho em này, đó, sau đó thì mình treo lên tường cho em, nó rất là tiện luôn đó. Các bác có thể để rất là nhiều đồ đoàn được nhá, đó, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết. Đấy, dán vào nó chịu được tương đối là nặng đấy, thì các bác để đồ đoàn rất là sạch sẽ, xịt nước vào cũng ok đó, rất thoải mái luôn. Giá thì chỉ có 40.000, thanh lý cho bác giá tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cây lấy dấu nhá, cây lấy dấu giá thì sẽ là 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Các bác có thể dùng để mình lấy dấu rồi đánh dấu các cái vật cũng đều ok đây các bạn. Đấy, các bác nhấp này sẽ có dấu luôn đây. Đấy, đánh dấu trên gỗ, trên sắt, trên thép đều được hết nhá. Đấy, trên gỗ, trên sắt, trên thép đều được hết, rất là tiện. 40k cho một cây lấy dấu như này thôi, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, các lên cho em là kìm bạc này, kìm bạc đầu bằng đó, kìm bạc đầu bằng như này. Đấy, con này thì sẽ là 180.000 một con kìm bạc đầu bằng như này, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, hoặc các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO nhá, kìm đầu bằng FO. Đấy, giá cái kìm FO của Nhật đây, dài 220 mm, hai tức là 22 cm, hàng của Nhật này. Đấy, Japan đây. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Lên cho em là kìm đầu bằng FO 180.000 nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO 180.000 một con như này, đa di năng cho các bác luôn. Đấy, con này thì dùng đa di năng nhá, tuốt dây bấm cốt các thứ rồi cắt xoắn dây đều ok hết. Kìm bằng FO này, kìm FO giá sẽ là 180k cho cái kìm FO như này nhá, kìm bạc FO. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt inox nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chai xịt inox đa di năng như này, các bác có thể dùng để mình xịt inox này, rồi là xịt chống rỉ, chống han rỉ, chống sét các bác này. Đây, các bác xịt được cho em. Đấy, nó sẽ là một cái lớp inox trắng mỏng như này. Đấy, lên cho em là sơn inox nhá, sơn inox giá sẽ là 80k cho một chai sơn inox như này nhá, giá sẽ là 80k các bác này, 80.000 cho một chai sơn inox như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá, khay hấp bánh bao như này. Đây nó sẽ là một cái khay rất là tiện ích để các bác dùng để mình hấp bánh bao hoặc là đựng hao cả, hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn các bác, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, để các bác dùng để mình hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả rất là ok. Đó, khi mở ra thì nó sẽ như này, các bác có thể đựng hoa quả hoặc hấp bánh bao hoặc là chiên dùng để hấp đồ ăn rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cái khay hấp bánh bao này thôi, khay hấp bánh bao giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia các bác lên cho em là cà lê 8 đầu đa năng nhá, cà lê 8 đầu bạc này. Đấy, 8 đầu bạc nó sẽ là màu bạc như này đó, cà lê 8 đầu bạc, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 130.000 cho một con cà lê 8 đầu bạc như này nhá, hàng của thương hiệu Rama Shikensei các bác này. Đấy, hàng của Nhật nhá, giá sẽ là 130.000 nhá, 130k cho một con cà lê 8 đầu bạc như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 8 đầu. Đấy, bên này thì 8, 10, 11, 13 và bên này thì sẽ là 13, 14, 17, 19. Đấy, rất là đa di năng cho bác luôn, 8 đầu như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi, 130.000 cho cái cà lê 8 đầu bạc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít đen trợ lực nhá. Đấy, vít đen trợ lực này, con này thì giá sẽ là 60.000 cho cái bộ vít đen trợ lực như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 6 cây vít với 12 đầu khác nhau nhá, mỗi đầu là một loại khác nhau nhá, ba khe lục giác, mũi khế, hoa thị đầy đủ cho bác luôn. Đây, các bác chỉ cần đút vào này cho em xong này. Đấy, con này thì nó sẽ là có xoáy nhanh nhá. Đấy, thứ nhất là có xoáy nhanh, thứ hai có đảo chiều, và thứ ba là có trợ lực rất là tốt luôn. Và các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn, có trợ lực thép CRV. Giá thì chỉ có 60.000 cho một con tô vít như này thôi. Đấy, lên cho em là tô vít đen.
Đấy, nó sẽ là màu đen như này, lên trên là tô vít đen, giá sẽ là 60.000. Các bác có thể dùng để mình gọi là xoáy rồi vặn vít các thứ rất là ok nhá. Đấy, tô vít đen trợ lực giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Đấy, các bác đã có ngay một con vít đen trợ lực đa năng luôn, giá sẽ là 60k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái vòi nước, các bác lên trên là vòi cam xanh nhá. Đấy, nó sẽ là hai loại vòi như này, một là màu cam, hai là màu xanh. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu cam màu xanh, cho nên là bên em lên nó sẽ là vòi cam xanh nhé, vòi cam xanh. Và hôm nay thì bên shop gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, một con vòi cam xanh như này. Đấy, giá sẽ là 50.000 nhé, 50.000 chia ra làm hai đường nước luôn, một hai đường nước như này đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn, màu cam và màu xanh. Thì lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh nhé, vòi cam xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này, hai đường nước, có gen để các bác xoáy kết nối. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn 5 cánh nhá. Đấy, bóng đèn 5 cánh nhá. Cứ dọn đi, cứ dọn đi. Đèn 5 cánh như này các bác nhá. Ở đây nó sẽ là một con bóng đèn 5 cánh như này, siêu sáng cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 125.000 nhá, 125k. Đấy, lên trên là đèn 5 cánh. Giá sẽ là 125.000. Con này thì siêu sáng luôn này các bác này. Đấy, cái chỗ em quay này. Đấy, rất sáng nhá, sáng chói chang luôn các bạn. Đấy, giá sẽ là 125.000 cho một con đèn 5 cánh như này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, cái chỗ em quay đây, rất sáng luôn. Đó, bóng rất sáng luôn nhá. 125.000 cho con đèn 5 cánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 30 chiếc, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho 30 chiếc như này. Xanh đỏ tím vàng đầy đủ cho các bác luôn. Được làm từ sợi than tre hoạt tính các bác nhá, sợi than tre hoạt tính Hàn Quốc đây, Korea nhá. Con này nó đang bán ở siêu thị Việt Nam mình là 36.000, nhưng mà riêng hôm nay bên shop tri ân bán cho bác cả hộp này, giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một hộp như này nhá, 110.000. Một hộp này là 110.000, 30 chiếc nhá. 30 cái này bằng 110k nhá. Mua 4 cái là bằng 20.000, bán từ 4 cái trở lên, và 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Các bác mua cả chục thì sẽ là 40.000. Mua 10 cái thì sẽ là 30 cái là 110.000, còn 4 cái thì sẽ là 20.000 nhá. Bên em bán từ 4 chiếc trở lên. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mã đèn dầu các bác nhá. Đèn dầu con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn cổ rất là đẹp luôn, đèn cổ rất đẹp luôn này. Đấy. Sơn màu giả cổ rất là đẹp luôn, màu sơn giả đồng giả cổ rất là đẹp nhá. Và con này thì các bác dùng để mình sử dụng trực tiếp là đốt dầu nhá, đốt dầu. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái lẫy như này. Các bác chỉ cần nâng cái lẫy này ra để mình có thể châm được đèn, nó rất là tiện luôn. Đấy. Và có bấc nhá. Các bác về thì các bác tra dầu vào đây cho em, cho dầu vào cái lỗ này nhá. Đấy, xoáy ra cái này nó hơi chặt thì về nhà các bác lấy kìm xoáy ra cho em, và cái bấc này nó có thể nâng lên tụt xuống này. Đấy, để các bác tra dầu vào cho em. Con này thì các bác vừa có thể là dùng là quai đeo như này. Đấy, quai đeo như này. Đấy, hoặc có thể treo này, rất là tiện. Treo cái này cũng được, nó rất là tiện luôn. Đấy, và rất là đẹp, màu giả cổ rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể dùng để mình để trên ban thờ này, trang trí này, rồi chúng nói chung là đa chức năng luôn. Các bác chỉ cần là kéo con này lên để các bác châm châm lửa vào đây này. Đấy, kéo con này lên châm lửa và sau đó thì mình thả xuống. Đây nó có cái lò xo nha, kéo lên châm lửa vào rồi mình thả xuống. Nó rất là tiện luôn. Hoặc các bác có thể đẩy lên như này nhá, đẩy lên như này nó cũng được. Tùy theo cái cách sử dụng của các bác rất là ok thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 cho cái mã đèn dầu như này nhá. Và lên mã giúp em đó là đèn dầu, giá sẽ là 135k. Đó, đèn dầu này. Đèn dầu 135k nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã đèn khác, đó là cái con đèn măng sông nhá. Lên mã giúp em đó là đèn măng sông. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái mã đèn măng sông như này. Giá của nó sẽ là một con đèn măng sông như này, giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Con này thì nó sẽ có ánh sáng màu vàng rất là đẹp luôn này. Đấy. Có lô thì nó là ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng nhá. Và có lô thì màu đỏ, có lô thì màu xanh. Lô này sẽ là màu xanh quân đội rất là đẹp luôn. Màu xanh quân đội rất là đẹp. Đấy, có tăng giảm chiết áp nhá, tăng giảm lượng sáng tối này. Và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhựa nhưng mà rất là chắc chắn luôn. Và nó sử dụng cái pin 18650 đây. Đấy, pin 18650. Pin này thì bên shop có bán 30.000 một quả nhá. Đấy, hỏng thì các bác có thể mua pin mình thay vào là xong. Còn đèn thì rất là bền bỉ và chắc chắn nên là các bác yên tâm sử dụng thôi. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới
giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi, chỉ có cho các bác là 120.000 cho một con đèn mang sông nha thôi. Lên mã giúp em đó là đèn mang sông 120k một chiếc nhá. 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Rất tiện ích, có kèm cho các bác một cái dây sạc luôn nhá, rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Đó. Lên mã giúp em đó là đèn mang sông nhá, đèn mang sông này. Mang sông, giá của nó sẽ là 120k. Tiếp theo thì bên shop về các bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ sen cao su nhá, nó sẽ bao gồm cho các bác là một sen một dây. Một sen một dây, cái này thì không có giá đỡ nhá. Về nhà các bác sử dụng cái giá đỡ cũ nhà mình thôi, hoặc là mua thêm ở ngoài. Ở đây thì nó sẽ có cái đầu cao su như này, giúp cho bác khi mình tắm rửa thì nó kỳ cọ massage rất là tốt luôn. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là chỉ 90.000 cho một cái bộ sen cao su này thôi. Một sen và một dây như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu chế độ nước này, 1 này, 2, 3 chế độ nước này, và có đóng ngắt trên tay luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác nhá. Một cái bộ sen cao su như này giá thì chỉ có 90.000 thôi. Đầu nước nó xả ra đây và các bác có thể là dùng cái phần cao su này mình vừa tắm mình vừa massage kỳ cọ luôn. Nó rất là tiện ích, đa di năng, vừa tắm vừa massage kỳ cọ luôn nhá. Lên mã giúp em đó là sen cao su này, sen cao su. Sen cao su giá sẽ là 90k cho một cái bộ sen cao su như này nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay giấy các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là một cái khay giấy bằng nhựa như này, rất là đẹp luôn. Đấy, thì lên cho em là khay giấy vàng nhá. Khay giấy vàng rất là đẹp các bác này. Cái này lên tên là gì đấy? Lên cho em là khay giấy vàng nhá. Con này thì nó bằng nhựa. Đấy, bằng nhựa và rất là đẹp các bác nhá. Bằng nhựa thì các bác dùng rất là bền bỉ, chắc chắn, không lo bị gì sét, không lo bị cong vênh nhá. Đấy, bằng nhựa như này rất là đẹp luôn. Nó là bằng nhựa và mạ vàng 18 carat nhá, rất là đẹp như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khay giấy vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. Lên cho em là khay giấy vàng này. Khay giấy vàng rất là đẹp luôn. Đó, khay giấy màu vàng rất là đẹp. Giá thì chỉ có 130 cành thôi, 130k nhá. Con này thì cái chiều dài của nó thì vào khoảng là 20 cm, gần 20 cm. Chiều ngang của nó thì nó vào khoảng là trên 10 cm, và chiều cao thì nó vào khoảng là 10 cm. Đấy, con này rất là đẹp. Các bác có thể dùng để mình đựng giấy ăn này, rồi nói chung là rất là hợp lý luôn. Đấy, rất sạch sẽ, hợp lý. Màu sắc đẹp, mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Lên cho em là khay giấy vàng. Con này thì giá chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình trà đồng nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình trà đồng 4 lạng này. Đấy, con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lạng thôi nhá. 4 lạng. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đó. Lên cho em là bình trà đồng 4 lạng nhá. Hoa văn rất là đẹp luôn các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000 cho một con bình trà đồng như này. Đấy, lên cho em là bình trà đồng này, giá sẽ là 290.000 nhá. 290k một chiếc như này. Các bác có thể mua để sử dụng để đựng trà này, đựng cà phê này, hay là đựng các cái loại hạt, đựng muối vừng các thứ cũng rất là ok luôn. Đấy, chất liệu bằng hợp kim mạ đồng nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290.000, đựng được 4 lạng chè nhá. Đấy. Lên cho em là bình chè 4 lạng nhá. Bình chè 4 lạng này. Bình chè 4 lạng. Giá của nó sẽ là 290k nhá. 290.000 cái bình chè 4 lạng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa la bàn nhá. Đấy, bật lửa la bàn. Thì bên shop về nó sẽ là một cái dòng bật lửa như này, rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Khi bật thì các bác dùng cái đầu này cho em này. Đấy. Con này thì nó chưa có ga đâu nhá. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Và bên shop về thì nó có cho các bác là hai màu. À không, có một loại thôi. Đó, thì đây nó sẽ là màu đen rất là đẹp như này nhá. Đấy, màu đen bạc. Màu đen bạc rất là đẹp luôn. Khi các bác bật lên thì nó sẽ lên như này và đồng hồ sẽ lên nhá. Đấy, có cả đồng hồ luôn. Thì về nhà các bác sử dụng thì ấn cho em cái lẫy này vào để đồng hồ nó chạy này. Đây, đồng hồ đang chạy đây. Con này thì nó to vào khoảng là trên hai ngón tay nhá. Đó, trên hai ngón tay như này. Nói chung là nó bằng một cái bật lửa, rất là tiện luôn. Có la bàn này, có móc khóa này, có khui bia này. Đấy, rồi có đồng hồ này. Đấy, đầy đủ các chức năng cho bác luôn. Lên cho em là bật lửa la bàn, về nhà các bác tự bơm ga. Giá sẽ là 120.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa la bàn này. Đấy, bật lửa la bàn, giá sẽ là 120k. 120k nhá. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác một cái mẫu bật lửa, đó là cái con bật lửa đồng hồ nhá. Màu thì nó sẽ là màu vàng như này và thân của nó thì màu gỗ rất là đẹp luôn. Đó, màu vàng thân màu gỗ như này. Con này thì chức năng chính của nó là đồng hồ và bật lửa thôi. Đấy, nó chỉ có hai chức năng thôi. Và tất cả những cái dòng này là về nhà các bác đều phải tự bơm ga hết nhá. Đấy, chưa có ga đâu. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Rất đẹp, rất là ngon lành cành đào thì các bác này. Đấy.
bật lên là có đèn, con kia cũng có đèn luôn nhá, bật lên là có đèn như này. Đó, về nhà các bác tự bơm ga giúp cho em. Con này thì lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ, bật lửa đồng hồ. Đấy, giá sẽ là 100k tròn nhá, 100.000 cái con bật lửa đồng hồ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút bụi chạy bằng pin nhá, hút bụi chạy bằng pin. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, một thân máy này. Đấy, một thân máy đây. Hàng của thương hiệu Tamashio Made in Japan này. Đó, một thân máy này. Rồi các cái đầu kết nối này. Đấy, đầu này sẽ là đầu hút này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là cái đầu hút đây. Đấy, đầu hút. Có kèm thêm cho các bác một cái chổi luôn. Đấy, có kèm thêm chổi như này để các bác dùng để mình vệ sinh này. Đấy. Đầu này sẽ là đầu hút này. Đấy. Và cái đầu đằng sau này nó sẽ là đầu thổi này. Đầu thổi thì các bác lắp cái đầu này vào xem này để làm đầu thổi này. Đây em thổi cho bác xem. Đấy. Vừa hút vừa thổi luôn. Các bác thấy không? Đây. Đấy, thổi này các bác này. Đấy. Đấy bác thấy không? Thổi nhá, rất là ngon luôn. Thì thổi đằng sau nhá. Anh nghe tiếng gió kêu. Gió rất là nhiều các nhá. Đó thì hút ở đằng sau, thổi đằng trước và có kèm cho các bác là các cái cáp sạc luôn để về nhà các bác cắm sạc nhá, đầy đủ. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, chạy bằng pin. Đấy, một lần sạc các bác dùng rất là được lâu luôn. Lên mã giúp cho em đó là hút thổi bụi bằng pin nhá. Đấy, hút thổi bụi này. Đó, hút thổi bụi bằng pin nhá. Giá của nó sẽ là 170.000 nhá. 170k cái hút thổi bụi bằng pin như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đũa của Nhật nhá, thì có hai mẫu như này. Đấy. Coffee, xe nó lên lấy à? 4 triệu. 4 triệu. Đến lấy tại nhà. Đấy thì cái can kia đũa cô gái này thì sẽ là 50.000 nhá. Đũa cô gái. Đũa cô gái Nhật sẽ là 50k nhá. 50k cho một vỉ đũa cô gái Nhật như này các bác nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đũa cô gái Nhật này giá sẽ là 50.000 này. Đấy, còn ngoài ra thì bên shop có cái đũa Nhật đen bình thường như này. Đũa Nhật đen bình thường như này thì giá vẫn bán là 40.000 nhá. Đấy. Hàng thì đều là được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc thôi nhá. Đấy, kích thước thì nó na ná như nhau thôi. Đó, con này thì các bác lên xem là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật giá của nó sẽ là 40k trên một vỉ 10 đôi nhá. 40.000 trên một vỉ 10 đôi. Còn cái đũa cô gái này sẽ là 50.000, 50.000 trên một vỉ cũng 10 đôi luôn các bác nhá. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái bộ ví màu bộ ví màu xanh nhá. Có lên cho em là ví xanh. Thì con này là 100 cành. Đấy, trước em đang bán là 150.000, đợt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ còn 100 cành thôi. Bộ sản phẩm thì nguyên các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái bấm móng này, 1, 2 này, 3 này và cái bấm to này là 4 này. Rồi có nạo gót chân này, rồi đầy đủ các bác luôn, nặn mụn rồi cắt da chết, rồi bộ làm móng, làm vệ sinh móng chân, móng tay đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100k thôi, 100.000 cho một cái bộ ví màu xanh như này nhá. Các bác lên cho em là ví xanh, giá sẽ là 100.000. Đầy đủ các cái chi tiết cho các bác lựa chọn luôn, và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá tri ân cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp em đó là ví xanh nhá. Ví xanh giá sẽ là 100.000 nhá. Ví xanh giá của nó sẽ là 100k trong cái bộ ví xanh như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bàn là hơi nước mini nhá. Hàng thương hiệu Socani này, bàn là hơi nước mini. Thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một con bàn là như này. Đấy. Một con bàn là như này. Đây, cái phần này để các bác cho hơi nước vào đây, cho nước vào đây cho em này. Cái phần nắp này, phần quai này cho nước vào đây cho em. Sau đó thì đậy cái gioăng này lại này. Đấy, các bác có thể dùng để mang đi du lịch, nó rất là tiện này. Đấy. Đậy cái gioăng này lại cho em. Đó, cái gioăng này nó rất là khít luôn. Đậy lại này. Đấy, đậy lại rất là khít luôn. Khi các bác nhấp nước thì ở đây cho em. Đấy, phần này của nó bằng gang nhá, bằng gang rất là dày luôn. Đó, rất là dày và nóng cực kỳ là nhanh luôn. Đấy, và có điều chỉnh nhá. Hàng mini nhưng mà đầy đủ các chi tiết cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. 135.000 cho một con bàn là hơi nước mini như này. Con này rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình đi mang đi du lịch này. Đấy, hoặc là đi công tác này, hoặc là các bác dùng ở trong cơ quan này, hoặc là các bác dùng ở nhà, dùng ở đâu cũng được. Nó rất là tiện ích. Đấy. Nó rất là tiện ích, nhỏ gọn, tiện dụng và nóng thì rất là nhanh luôn và rất là hợp lý để cho các bác mang đi du lịch. Nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, để là quần áo này, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 20 cm nhá. Đấy. Chiều rộng trên 10 cm. Lên cho em là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135k nhá. 135k cho con bàn là hơi nước mini như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái chổi lau bàn bếp nhá. Lên mã giúp cho em đó là chổi lau bàn bếp. Thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái chổi lau như này và một cái miếng mút này, một cái miếng mút như này, về nhà các bác lắp vào cho em.
Thì con này các bác vừa vệ sinh bàn bếp ga này, lau bàn, lau ghế này đều được hết nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cái lẫy như này, các bác chỉ cần là sập vào cho em là xong này. Đấy, sập cái lẫy này vào. Đấy các bác. Các bác sập cái lẫy này cho em này. Đấy, đây nó có cái lẫy này. Các bác kéo sập vào này là xong. Đó là mình sử dụng thôi. Khi mình kéo này, đấy, kéo này thì nó sẽ ép vào này. Đấy, khi mình đẩy thì nó sẽ mở ra. Và các bác dùng để mình vệ sinh lau bàn, lau ghế rồi lau tủ bếp thì biết là nói chung là rất là ok đây. Đấy các bác lắp đúng lẫy cho em là nó sẽ sập vào thôi. Đây. Lắp cái này đúng lẫy cho em này. Đấy đây nha, lắp cái này. Lắp cái này nó có cái lẫy này, các bác kéo nó vào này. Đấy cái này các bác kéo nó vào cho em. Đấy các bác ấn mạnh xuống này. Ấn mạnh xuống cho nó sập lẫy vào xong kéo vào cho em là xong nhá. Đó. Cái này thì nó rất là tiện để các bác mình sử dụng vào trong cái đây. Đấy. Đấy sử dụng trong cái bàn bếp nhà mình rất là ok nha, và nó tự vắt luôn. Đấy các bác lau xong nó sẽ tự vắt thế này, rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi, 40k. Lên mã giúp cho em đó là chổi lau bàn bếp, giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Chổi lau bàn bếp này. Chổi lau bàn bếp. Bàn bếp giá của nó sẽ là 40k nhá, 40.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái khóa dây các bác nhá, khóa dây. Khóa dây số này, khóa số dây. Khóa số dây thì ở đây nó sẽ là một cái dòng khóa số như này và đường kính của nó khoảng 20cm thì các bác có thể dùng để mình khóa xe, khóa cổng, khóa cửa đều ok hết. Mật khẩu thì bên shop luôn luôn để mặc định là dây số 0 nhé. Còn khi các bác thay đổi mật khẩu thì xoay cho em cái lẫy này theo chiều mũi tên này. Đây nó có cái chiều mũi tên này. Xoay theo chiều mũi tên, sau đó thì ví dụ các bác đổi là 1234 này, em đổi là dây số 1 này, sau đó em xoay ngược trở lại này thì mật khẩu mới của em bây giờ sẽ là dây số 1 nhá. Bây giờ em chỉ cần chuyển sang một số 0 là không mở được rồi. Đó nó rất là đơn giản thôi các bác nhá. Đó. Và khi thay đổi mật khẩu thì các bác lại xoay đi như này cho em theo chiều kim đồng hồ và em lại để lại về dãy số 0 nhá. Sau đó thì em xoay ngược trở lại như này thì mật khẩu vẫn là mặc định là dãy số 0 cho em. Tất cả hàng bên em gửi đi cho các bác đều đã là mật khẩu chuẩn nhá, mật khẩu chuẩn. Còn về nhà các bác thay đổi nào tùy các bác. Các bác thay đổi làm mất mật khẩu cái đấy bên em không chịu trách nhiệm đâu. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là khóa số dây nhá. Lên cho em là khóa dây này rồi. Khóa dây. À, bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 80k trong con khóa dây như này nhá. Giá chỉ có 80.000 một chiếc khóa dây như này thôi. Rất tiện luôn, khóa xe, khóa cổng, khóa cửa rất tiện ích. Tiếp theo thì em về cho bác sản phẩm đó là cái điện thoại 2 SIM, hàng của thương hiệu Nokia. Con này thì nó sẽ là dòng 2 SIM nhá. Dùng nó rất là tiện, các bác dùng để mình gọi là sử dụng khi mà mình liên lạc này. Đấy, liên lạc rất là tiện luôn. Bao gồm cho các bác là 2 SIM. 2 SIM như này. Đấy, 2 SIM như này và có kèm cho các bác là pin và củ sạc luôn. Pin củ sạc hàng của thương hiệu Nokia này. Đấy, Nokia chính hãng luôn. Con điện thoại 2 SIM như này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000. Pin đầy đủ luôn, pin rồi cáp sạc các thứ, đốc sạc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Giá chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 2 SIM nhá. Điện thoại 2 SIM, giá sẽ là 230k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Một con điện thoại Nokia như này rất chất lượng 2 SIM, giá chỉ có 230.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ điện vàng nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện vàng này. Đấy. Đây nó sẽ là một con ổ điện vàng như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con ổ điện vàng như này, giá của nó sẽ là 45.000. Hàng chống va đập nha, hàng nội địa của Nhật chống va đập cho các bác luôn. 16A 250V các bác này, 16A 250V. Đấy, giá thì sẽ là 45k nhé. Lên cho em là ổ điện vàng, giá sẽ là 45k cho một con ổ điện vàng như này nhá. Ổ điện vàng giá sẽ là 45.000. Đấy, dây của nó bằng đồng hết, về nhà các bác chỉ cần xoáy ra bắt ốc, bắt dây vào cho em là xong. Xoáy ốc bắt dây vào, ổ điện vàng. Tiếp theo thì em về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít đen nhá. Các bác lên cho em là vít đen trợ lực. Đấy, đây nó sẽ là một con tô vít đen như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít này, một đầu tô vít trợ lực như này và 2 này, 4 này, 6 đầu vít, 6 vít với 12 đầu khác nhau nhá. Đấy, dẹt tròn ba khe mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Ba thị đầy đủ nhá. Các bác chỉ cần lắp vào này cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, ấn cái lây này xuống lắp vào này. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh này. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều đầy đủ nhá và có tăng giảm dài ngắn như này rất là tiện. Đấy, nó sẽ là một dòng vít trợ lực thép CRV nhá, cực kỳ ngon lành cho các bác luôn. Đó, đầy đủ các cái chi tiết như này. Đấy, một bộ bao gồm cho các bác là 6 cây vít với 12 đầu khác nhau. Đấy, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đầy đủ to nhỏ lớn bé ba khe lục giác đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho các bác một cái bộ tô vít đen như này thép CRV. Đấy, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá rất là hợp lý luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tô vít đen nhá. Đấy, vít đen trợ lực, lên cho em là vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực này. Vít đen trợ lực giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một cái bộ vít đen trợ lực như này. Hàng này các bác nên mua, dùng rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Con này thì sẽ là không kèm ga nhá, về nhà các bác tự bơm ga cho em. Đó. Khi các bác bật lên thì là nó sẽ có đèn sáng như này. Đồng hồ chạy bình thường nhá. Đồng hồ chạy bình thường các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường cho em luôn. Và cái giá thì đây, đồng hồ chạy này.
Đó, cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000. 100.000 cho con bật lửa đồng hồ này, rất là đẹp luôn, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Cái này chưa có ga đâu. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhá. Đấy, tự bơm ga này. Tự bơm ga. Đấy, lên cho em là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ. Giá sẽ là 100k nhá. 100.000 một chiếc. 100.000 một chiếc bật lửa đồng hồ như này. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Tiếp theo em lên cho bác đó là cái bếp ga mini nhá, bếp ga mini. Thì đây nó sẽ là một con bếp ga như này. Đấy, và dòng này là sẽ là bếp ga mini. Các bác dùng để đi du lịch, đi chơi, đi phượt rồi đi đâu cũng được, rất là hợp lý luôn. Đấy, đi công tác, đi học, đi hành, đi du lịch, đi chơi, đi phượt đều được hết nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 trong con bếp ga mini này thôi. Đấy, về nhà các bác lắp vừa hết mọi loại bếp ga luôn, rất là tiện ích nhá. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng đánh lửa tự động này. Các bác có thể mang đi câu, đi kẹo này hoặc là đi du lịch này, rất là chắc chắn luôn, trông này rất chắc chắn luôn. Các bác đặt nồi to lên đun thoải mái luôn nhá, rất là dày dẫn chắc chắn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác giá rất hợp lý luôn. Một cái con bếp ga mini như này giá chỉ có 100 cành thôi. Đấy, giá sẽ là 100.000 cho một con bếp ga mini như này. Các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng đa di năng được luôn. Đấy, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt, đi du lịch đây. Đặt xong nồi lên rất là cân đối đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá. Giá sẽ là 100k, 100k cho con bếp ga mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là Long Biên Hắc Lào nhá. Long Biên Hắc Lào. Giá thì chỉ có 25.000. 25.000 trong tiếp này thôi. Hàng nội địa của Nhật, cái này thì bên em bán siêu nhiều rồi, siêu nhiều rồi nhá. Đấy, chuyên trị Long Ben Hắc Lào rất là tốt luôn. Bác nào chuyên bị Long Ben Hắc Lào nấm ngứa, đấy, tổ đỉa sừng bơi hết vào đây cho em. Đấy, con này thì siêu nhạy luôn. Đấy, bôi vào thì rất là mát và dễ chịu và trị rất là tốt luôn nhá. Trị rất là tốt luôn, các bác dùng cho em là từ 2 đến 3 tip này là khỏi luôn. Hàng nội địa của Nhật nhá, dùng cực kỳ là chất lượng cho bác luôn. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng, đầy đủ hàng thương hiệu, dùng thì cực kỳ là nhạy luôn. Long Ben Hắc Lào nấm ngứa. Đấy, kẽ tay kẽ chân các bác bôi hết vào đây cho em. Đấy, bôi hết vào đây mình sử dụng luôn. Giá sẽ là 25k. Lên cho em là Long Ben Hắc Lào nhá. Giá sẽ là 25.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia đũa inox của thằng Đức này. Hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Winling của Đức. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một vỉ như này. 55.000 cho một vỉ đũa như này. Đấy. Bao gồm cho các bác là hàng Su-304 thương hiệu Winling hay người của Đức này. Đấy, bao gồm cho các bác đầu thì có đánh nhám chống dính nhá, kích thước vừa phải dùng cho người Việt Nam mình là rất là ok luôn. Gắp thì cực kỳ là đầm, dễ gắp và ngon luôn nhá. Đó. Và bằng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Đấy, chống nấm mốc cực kỳ là tốt nhá, dùng thì cực kỳ là an toàn và tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 55k thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là đũa inox nhá, đũa inox. Đấy, đũa inox giá sẽ là 55k trên một vỉ như này. 55.000 trên một vỉ 5 đôi nhá, 1 2 3 4 5 đôi. Tính ra vào chỉ có 10.000 thôi, chưa đến hơn 10.000 một chút thôi các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Hello các bác nhá. Nay thì em lên cho các bác một số cái mã đồ điện này. Đấy, thì hàng mới cập bến cho các bác luôn. Đấy thì cái lô này nó sẽ là cái hàng thương hiệu bếp từ thương hiệu Sato nhá. Đây nó sẽ là một con bếp từ đôi nhá, bếp từ đôi. Đấy, con này thì nó sẽ là một con bếp từ hàng thương hiệu Sato các bác này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, các bác quan sát này, bếp từ đôi nhá. Đây em sẽ đo cái kích thước cho các bác xem. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 4.500.000 cho một con bếp từ đôi như này các bác này. Đấy. Các bác lên xem là bếp từ đôi, giá sẽ là 4.500.000 nhá. Cái chiều ngang của nó sẽ là 43 và chiều dài của nó sẽ là 72 nhá. Hàng loại to đấy. 43 và 72 nhá. Hàng thì của thương hiệu Sato. Đấy. Và nó sẽ có hai bếp nhá, hai bếp. Hai bếp và cái đường kính của nó đều là 20 hết nhá. Hai bếp 20. Đấy, hai bếp 20 như này. Đường kính của nó cực kỳ dày dẫn luôn. Hàng thì mặt của nó là mặt kính cường lực có bo viền nhôm nhá, có bo viền nhôm. Đấy, có bo viền nhôm như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và đây là cái thông số của nó các bác này. Đấy. Đây em sẽ cho các bác xem cái thông số của nó này. Đấy. Con này thì hàng của công ty tem bảo hành này, công ty điện tử Việt Nhật này. Đấy, có mã sản phẩm đàng hoàng nhá, có địa chỉ sản xuất nhá. Đấy, đây, công ty điện tử Việt Nhật này. Hàng này thì nó sẽ là bếp từ đôi này. Xuất xứ Việt Nam này. Đấy, theo tiêu chuẩn của Nhật này. Điện thì công suất của nó sẽ là 2400W nhá, 2400W. Điện 220V. Đó, đây. Tem kiểm định chất lượng các thứ đàng hoàng. Đó, hàng liên doanh Việt Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật, xuất xứ Việt Nam. Đó.
Và con này thì giá sẽ là 4 triệu 500 nghìn nhá. 4 triệu 500 nghìn. Bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Hàng này thì yêu cầu là các bác phải cọc thì bên em mới đi đơn. Tại vì nó là một cái hàng dễ vỡ. Đấy, cho nên là cái này thì nó là hàng công ty bên em bảo hành cho các bác luôn. Bảo hành cho các bác sử dụng luôn. Trong vòng là 6 tháng. Lỗi bên em sẽ đổi mới cho các bác trong vòng 6 tháng luôn. Cho nên các bác yên tâm sử dụng. Tem mác của thương hiệu đây. Đấy, Sato của bác này. Đấy, và con này thì nó đều là phím cảm ứng hết nhá. Phím cảm ứng hết. Tắt bật đây. Đấy, tắt bật này, phím cảm ứng hết nhá. Và có các cái chế độ như này để cho các bác sử dụng này. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. 4 triệu 500 nghìn hàng mới toanh nhá. Mới toanh. Các số hotline của bên em đây. Lên cho em là bếp từ đôi nhá. Bếp từ đôi này. Đấy. Các bác lên cho em là bếp từ đôi nhá. Bếp từ đôi này. Bếp từ đôi giá của nó sẽ là 4 triệu 500k nhá. 4 triệu 500k cho con bếp từ đôi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái bếp, đó là cái bếp hồng ngoại nhá. Các bác lên cho em là bếp hồng ngoại này. Con này thì nó cũng là hàng liên danh Việt Nhật, hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đây nó cũng là một con bếp hồng ngoại nhá, bếp hồng ngoại. Con này thì nó có thể đun hoặc là nấu nướng đều được hết nhá, nấu nướng đều được hết. Đó, tem bảo hành hình thức đàng hoàng, hướng dẫn sử dụng đâu ra đấy luôn. Đấy, các bác lên cho em là bếp hồng ngoại nhá, bếp hồng ngoại có phiếu bảo hành đàng hoàng. Con này thì cái đường tính phủ bì của nó sẽ là 36 nhá, 36 và chiều ngang của nó là 29 các bạn. 36 29. Còn cái phần bếp này của nó sẽ là tầm khoảng mười mấy 20 gì đấy nhá. Đấy. Nóng thì cực kỳ là nhanh luôn, các bác có thể dùng nướng trực tiếp được luôn. Đấy. Mặt thì nó sẽ là mặt kính cường lực nhá. Đấy, và con này thì gọi là bếp hồng ngoại. Dòng bếp hồng ngoại này thì nó đun rất là nhanh sôi nhá và rất là tiện ích luôn. Có tăng giảm này. Đấy, om ập này. Đấy, rất là tiện ích luôn nhá. Bếp hồng ngoại nóng nhanh và đun được hết các loại xoong luôn. Lên mã giúp cho em đó là bếp hồng ngoại nhá, bếp hồng ngoại. Các bác lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Các bác lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Đó, bếp hồng ngoại. Đấy, bếp hồng ngoại giá của nó sẽ là 500k nhá. Bếp hồng ngoại giá sẽ là 500k cho con bếp hồng ngoại như này. 500 nghìn, bao ship bên tận nhà cho bác luôn. Dòng này thì nó sẽ là dòng vừa tiền thì các bác không cần phải cọc nhá. Đấy. Đây, kích thước của nó đây coi nhá. Rất chất lượng cho bác luôn, quai bằng nhôm này. Đấy, quai bằng nhôm rất đẹp, rất chất lượng luôn nhá. Bếp hồng ngoại này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái nồi kho cá nhá. Đấy, nồi kho cá. Con này thì sẽ là cũng là hàng của thương hiệu đây. Đấy, cũng của thương hiệu Matika luôn, đồng thương hiệu luôn nhá. Đó. Và nồi kho cá này thì nó là một cái dòng nồi nóng chậm nhá, nóng chậm. Cho nên là khi các bác dùng thì phải kho qua đêm nhá, kho qua đêm hoặc là để từ sáng đến tối thì mới ăn được các bác nhá. Và khi các bác cắm thì nó sẽ có nấc 1, nấc 2, nấc 3 và nấc 4 là tự động này. Thì lưu ý các bác là khi mà về mà các bác cắm thử nước ấy, nguyên cái nồi sứ này nó rất là dày. Cho nên các bác muốn mà cắm mà nó nóng được nước là phải cả tiếng đồng hồ. Đấy, cho nên là khi mà các bác kho cá thì khỏi cần nước luôn. Khỏi cần nước luôn, các bác chỉ cần là cho cá, cho thực phẩm, cho gia vị vào là kho thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Hàng của nó sẽ là 235W, 2,5 lít, điện 220V. Hàng của hãng nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng liên doanh Việt Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ rồi. Chỉ có cho các bác là 290.000 thôi. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là nồi kho cá nhá, nồi kho cá. Các bác lên cho em là nồi kho cá nhá, nồi kho cá. Cái này là nóng chậm nhá, cho nên là về nhà các bác cứ test thoải mái luôn. Bên em lỗi bảo hành đổi mới cho bác yên tâm, nồi kho cá 290k nhá. Đấy. Nào dòng này của nó là nó nóng chậm cho nên là các bác cứ yên tâm sử dụng nhá, không phải lăn tăn gì cả các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 290.000 trong cái nồi kho cá này thôi. Cuối năm Tết nhất đến nơi các bác mua về để kho cá rồi hầm xương hầm giếc đều được hết nhá. Đây, hàng của thương hiệu Makita này. Đấy. Có công ty các thứ đàng hoàng nha, đâu ra đấy nhá. Đấy. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em lại cập nhật các mẫu hàng để em lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Các bác cứ xem mua đủ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Đấy, nó cũng rất là đơn giản, không có cái gì là khó khăn cả các bác nhá. Rất đơn giản thôi. Cứ từ 200.000 trở lên là bên em bao ship rồi. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái khay dao đĩa nha các bác nhá. Đấy, khay dao đũa. Đấy. Thì con này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000.
160.000, hàng bằng inox nhá. Bên ngoài thì inox này, bên trong thì bằng nhựa này, và nó có cả một cái khay để hứng cái nước xuống như này các bác nhá. Đấy, và rất là tiện luôn. Đấy thì các bác có thể là dùng lâu thì mình chỉ cần nghiêng như này thôi là nó sẽ chảy ra. Đấy, nó có phần thoát nước đây. Lên cho em là giá dắt dao đũa nhá, giá dắt dao đũa. Đấy, khay dắt dao đũa, giá của nó sẽ là 160.000. Ở đây thì nó sẽ dắt được là 1 2 này, 3 4 này. Đấy. 1 2 3 4, 4 con dao này, một kia liếc và một kia kéo này, 4 dao một liếc một kéo đấy. Hàng này như trên hình như này các bác này. Như trên hình như này các bác nhá. Đấy. Các bác dắt dao này, dắt kéo rồi dắt đũa bát đều được hết nhá. Kích thước của nó thì sẽ là 20 nhân với 20 nhân với lại đây, 196 nhân 118 nhân với lại 201 các bác này. Đấy. Lên cho em là giá dắt dao đũa nhá. Đấy, giá. Các bác lên cho em là hộp dao đũa nhá, 160.000 à. Hộp dao đũa nhá, hộp dao đũa, giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho một cái hộp dao đũa như này. Con này thì rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Hàng inox 304, dày dẫn sáng bóng đẹp và rất là tiện dụng luôn nhá. Giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000 cho hộp dao đũa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay nhá. Giá sẽ là 100.000. Con này thì nó sẽ có tấm pin sạc năng lượng mặt trời này, có kèm cho các bác là một cái dây cáp sạc như này. Đó, dây kèm dây cáp sạc và có cả đầu sạc ra luôn nhá, có báo pin này qua này. Đấy, có báo pin. Đây có báo pin sáng như này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có một cái đèn cầu lồi như này. Đấy, một cái đèn led như này và một cái pha dọa như này các bác nhá. Đấy, rất là đa di năng luôn. Và có tấm pin năng lượng mặt trời này thì rất là tiện các bác, khi mà mình mất điện thì mình có thể sử dụng phơi ra ánh nắng để cho nó sạc pin, rất tiện ích luôn. Đó, bật lên thì sẽ có đèn cầu lồi này. Đấy, nhấp nháy cảnh báo này và hai cái đèn led hai bên này. Và tiếp theo là một con pha dọi này, con này cũng rất là dọi luôn nhá, rất dọi, rất là sáng luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi, 100.000 cho một con đèn cầm tay như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay, giá sẽ là 100.000 nhá. Con này thì rất tiện ích luôn. Đó, lên cho em là đèn cầm tay này, đèn cầm tay nhá, đèn cầm tay, giá sẽ là 100k một chiếc nhá, 100k. Đó, 100k cho con đèn cầm tay như này. Tiếp theo thì bên shop lề về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ sen quạt tăng áp nhá. Đấy thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một sen và một dây như này. Đấy, một sen và một dây như này. Bộ sản phẩm thì bao gồm cả sen cả dây luôn và có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt và có đóng ngắt trên tay nhá. Có đóng ngắt trên tay như này và có điều chỉnh cả to nhỏ cả đóng ngắt trên tay được luôn, cho nên nó rất là tiện. Các bác có thể đóng ngắt trực tiếp ở đây rất và có cái cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy, và giá thì con này dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Con này bên shop bán khá là nhiều rồi và giá thì rất hợp lý thôi. Các bác lên mã giúp em đó là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, cả sen cả vòi cả dây luôn. Đấy, cái này thì không có giá đỡ nhá. Lên cho em là sen quạt tăng áp. Sen quạt tăng áp này, sen quạt tăng áp nhá. Tăng áp cái này thì không có giá đỡ. Không giá đỡ nhá. Đấy, không có giá đỡ đâu. Giá sẽ là không có giá đỡ nhá. Giá sẽ là 100 cành tròn nhá. 100k cho cái sen quạt tăng áp như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn pin hai đầu đây. Đấy. Con này thì cũng bao gồm cho các bác là một cáp sạc như này này và một con đèn pin hai đầu như này. Hai đầu này thì có bọc cao su chống trơn trượt nhá, hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này, hàng polish này, made in Japan, độ rọi xa từ 800 đến 1200 m. Con này em đã có cái video test rồi. Đây là một cái đèn pha gần nhá. Đấy, và có nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, và tiếp theo là một cái đèn pha xa này. Đấy, con này thì rất là rọi luôn này các bác này. Đấy, đây các bác nhìn này. Đấy, pha của nó ban ngày mà nó còn rọi như này là các bác biết rồi. Đấy, em đã có cái video test rồi các bác nhá. Đấy, rất là rọi luôn. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là đây, nó có thêm cái đèn led bên hông này nữa để các bác có thể để trực tiếp để mình sử dụng. Giá sẽ là 260.000 cho một con đèn hai đầu như này. 260.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu giá sẽ là 260k bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chống giật. Em lên cho bác cái ấm siêu tốc của Đức trước này. Đấy, hàng này thì nó sẽ là bằng thủy tinh cường lực nhá. Đấy, và đây nó sẽ có cho các bác là một cái lưới lọc như này để các bác có thể đun các loại đồ uống này, ví dụ như trà hoặc là cà phê hoặc pha các loại này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, sử dụng điện 220V này. Đấy, công suất là 2000W, điện 220V, dung tích là 1.8L bằng thủy tinh. Các bác đun xong là mình bê ra là mình uống được luôn chứ không cần phải cầu kỳ nữa. Đấy, đun xong là bê ra coi như nó là một cái bình uống nước bình thường luôn, bình đựng nước uống bình thường. Đấy, công tắc tắt bật ở đây rất là tiện luôn. Đó, nắp mở ở đây các bác này. Đấy. Con này thì rất là ngon luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Ấm siêu tốc Đức. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 290.000 cho một cái con ấm siêu tốc Đức như này. Đấy, lên cho em là ấm siêu tốc Đức này. Ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, siêu tốc Đức.
giá sẽ là 290k, 290k trong con ấm siêu tốc Đức nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mùa đông đến nơi rồi, và cái này thì nó rất là tiện ích khi mà các bác sử dụng ấy. Đấy, đặc biệt là mùa đông nhá, mùa đông khi mà các bác sử dụng cái thời tiết mà nó bị gọi là nồm ẩm, mà các bác hay sử dụng cái bình nóng lạnh nhá, thì các bác dùng cái con chống giật bình nóng lạnh này cho treo. Các bác xoáy cái đầu vòi của bình nóng lạnh qua và cho con này truyền qua thì nó sẽ công dụng của nó là ngắt điện cực kỳ là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40k thôi một chiếc nha, và các bác mua cả đôi luôn. Đấy, lên cho em là chống giật bình nóng lạnh nhá, chống giật này, chống giật bình nóng lạnh này, chống giật bình nóng lạnh, bình nóng lạnh, giá sẽ là 40k trên một chiếc nhá, 40.000 cho một con chống giật bình nóng lạnh như này, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đã xảy ra nếu do dì điện từ bình nóng lạnh, đầu van vừa với mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường rất cần thiết cho mọi nhà. Mọi người mua hàng ấn vào bên trái màn hình để đặt nhé. Đấy, nó rất là an toàn luôn nha, về nhà các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Đấy, kết nối rất là ngon luôn. Chống điện giật bình nóng lạnh, bảo vệ cả gia đình tránh tai nạn xảy ra nếu do dì điện từ bình nóng lạnh, đầu van vừa với mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường rất cần thiết cho mọi nhà. Mọi người mua hàng ấn vào bên trái màn hình để đặt nhé. Cái này thì các bác không thể tiết kiệm tiền đâu, nó rất là an toàn và hữu ích luôn. Giá thì chỉ có 40k trong chiếc này thôi, các bác mua cho em một đôi như này là xong. Đấy, đầu kết nối của nó đều bằng đồng hết nhá, và bên trong là bằng sứ để cách điện các thứ nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k trong chiếc này, mua cho em một đôi là xong. Lên cho em là chống giật bình nóng lạnh, chuyên dành cho bình nóng lạnh các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm tẩu ô tô nhá. Con này thì là bơm tẩu ô tô, giá sẽ là 180.000, hàng của thương hiệu Toyota. Và cái này các bác chuyên dùng để mình bơm cho ô tô thôi nhá, còn các loại khác là không dùng được đâu, tại vì nó cắm bằng tẩu mà. Con này thì nó sẽ bơm được tổng của nó là 6kg nhá, 6kg thì các bác bơm ô tô là thoải mái luôn. Công tắc tắt bật này các bác này, đấy, rất là tiện luôn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu cấp hơi này. Đấy, đầu cấp hơi như này. Và đây nó sẽ là một cái đầu tẩu như này nhá. Đầu tẩu này về nhà các bác cắm vào cái tẩu ô tô của mình thôi, rất là tiện. Đầu cấp hơi đây, đầu dây cấp hơi. Và dây tẩu thì dài khoảng 2-3 mét, đủ các bác kéo ra bánh đằng sau nhá. Hàng của thương hiệu Toyota này, Toyota. Cái này thì các bác có xe con thì các bác mới dùng được nhá. Có xe ô tô con hoặc ô tô tải thì các bác mới dùng, còn là bình thường thì các bác không nên mua, tại vì là nhà các bác không có ô tô thì không nên mua nhá. Cái này nó chuyên dùng cho ô tô thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Giá chỉ có 180.000 thôi. Bơm tẩu ô tô này, tẩu ô tô. Giá sẽ là 180k trong con bơm tẩu ô tô này nhá. 180.000. Rồi ok. Hello các bác nha. Này thì em sẽ có một số cái mã dây điện lên thanh lý cho các bác, cái giá rất là tốt luôn. Đó, thì các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Đây là cái dây nguồn đen các bác này. Đấy, các bác lên cho em là dây nguồn đen nhé. Cái mã số 1 này thì cái này thì các bác lên cho em là mã số 1 này. Sang lấy cho anh ít cái giấy in ra đây để em dán vào thì biết được. Cái này thì các bác lên cho em là dây nguồn đen nhá. Thì em lên nó sẽ là mã số 1 này. Mã số 1 sẽ là 250.000. Con này thì dây của nó dài khoảng từ 2-3 mét, và dây của nó sẽ là dòng dây 3 lõi như này. Thì về nhà các bác sử dụng 2 lõi, còn 1 lõi là nó là dây âm thì các bác bỏ qua. Đó, dây âm nó sẽ là cái dây màu xanh này các bác này. Còn các bác thích đấu tiếp âm gì đấu, hàng của Nhật thì nó thường hay có tiếp âm. Đây, dây của nó dây rất là to. Giá thì sẽ là 250.000 và bên em bao ship cho các bác nhá. Mã số 1, 250.000 này. Đấy. Tiếp theo em lên cho bác cái mã số 2 này. Con này là 230.000, bật anh cái quạt mình ơi. Đấy, con này thì nó cũng dài khoảng từ 2-3 mét nhá. Dài khoảng từ 2-3 mét. Đấy, cái này thì em không đo chính xác đâu. Mà lên cho em là mã số 2 này. Con này sẽ là 230k. 230.000 cho con mã số 2 như này nhá. Đấy, dây nguồn đen các nhá, dây nguồn đen, mã số 2. Tiếp theo thì còn một cái mã nữa đây. Đấy, thì mã này sẽ là mã số 3 nhá. Mã số 3. Dây cũng dài từ 2-3 mét này. Dài từ 2-3 mét như này. Đấy, khoảng 3 mét thôi nhá, khoảng 3 mét. Đấy, và đầu cắm đây, đầu cắm của nó đây các bác này. Con này thì dây 2 lõi, con này thì có 2 lõi thôi, 2 lõi. Các bác lên cho em là mã số 3 nhá, mã số 3. Con này thì bên shop cũng gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho con mã số 3 như này nhá. Đấy, lên cho em là mã số 3, giá của nó cũng là 230.000. 230.000 cho con mã số 3 như này nhá. Lên cho em là mã số 3, giá sẽ là 230.000. Đó, 230.000 thì là bên em sẽ bao ship cho các bác luôn. Đó, mã số 3 này. 230k nhá. 230k cho cái mã số 3 như này. 230k.
Đó, 230.000 trên cái mã số 3 này nhá. Con này thì dây 2 chuẩn 2 lõi luôn, lõi khá là to luôn nhá. Dòng này đều là dây cắt máy của Nhật hết nhá, dòng dây cắt máy của Nhật hết. Đó, tiếp theo thì sẽ là mã số 4 này. Mã số 4 này. Đấy. Mã số 4 này thì con này thì con này thì nó sẽ là 220.000 nhá, 220.000. Con này thì nó cũng là dòng dây 2 lõi, nó sẽ nhỏ hơn con kia một chút nhá. Đấy, nhỏ hơn con kia một chút, cũng là ổ cắm như này. Dây 2 lõi. Lên cho em là mã số 4 nhá. Mã số 4 là 220.000. Đấy, con này thì lên cho em là mã số 4 này. 220k nhá. 220k cho cái mã số 4 như này. Đó, 220.000. Tiếp theo thì lên cho em mã số 5. Con này thì dây dài khoảng 3 đến 4 m nhá. 3 đến 4 m, nói chung là có thể là 5 m, em cũng không đo đâu. Cái này thì em sẽ ướm theo cân nặng thôi. Đấy, em tính theo cân nặng cho nên là em sẽ ướm theo cân nặng để em bán. Cái mã này sẽ là mã số 5 nhá. Mã số 5. Giá sẽ là 260k nhá. 260k cho một cái mã số 5 như này các bạn này. Đó, 260.000 cho cái mã số 5 như này. Đó. Tiếp theo là cái dây này thì nó sẽ là mã số 6 nhá. Mã số 6 này, các bạn lên cho là mã số 6. Con này thì giá của nó sẽ là một con như này, mã số 6 này giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con mã số 6 như này. Lên cho em là mã số 6 này. Giá sẽ là 190k nhá. Đấy, số 6. Giá sẽ là 190k. 190.000 cho con mã số 6 này. Dây dài cũng khoảng là từ 3 đến 5 m và có hai lõi như này nhá, hai lõi. Đây, dây hai lõi như này. Đấy. Mã này là mã số 6 này. Tiếp theo thì lên cho em cái mã này, nó sẽ là mã số 7 này. Mã số 7 này thì con này nó sẽ là 190.000 nhá. Đấy, 190.000 cho con mã số 7 này. Con mã số 7 này thì dài hơn. Con này thì nó sẽ vào khoảng là đi 5 mét, 4-5 mét các bác nhá. Con này khá là dài luôn. Con này sẽ là 210.000 và bao ship cho bác luôn. Mã số 7 nhá, 210.000. Đấy, mã số 7 210k nhá. Mã số 7 này, 210.000 này. Đó, đây. Các bác cần xem chi tiết hơn thì cứ kết bạn Zalo, bên em sẽ gửi mẫu cho các bác xem chi tiết luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một số cái mã ổ này. Đấy. Ổ thì sẽ là em lên cho các bác cái sẽ là ổ H này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là H1 nhá. H1 là 130.000 này. Đấy. 1 2 3 4 5 6 6 ổ cắm có công tắc đóng ngắt nhá. Mã H1 này 130.000. Sao thế? H1 130.000 này. Tiếp theo là đến mã H8 này. Đấy, H8 nhá. H8 con này là 140k nhá. 140.000 cho con mã H8 như này. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ổ cắm luôn. Dây dài thì khoảng là 1 mét, khoảng là 2 mét các bạn nhé. Dây dài khoảng 2 đến 3 mét. Đó, 2 đến 3 mét. Dây dây này của nó là dây 2 chấm khá là to đấy. Dây này dây 2 chấm to nhé. Thao thoải mái sử dụng luôn. Mã này sẽ là mã H8 này. 140.000 này. Đó, tiếp theo thì em lên cho các bác cái mã. Đó là cái mã H10 nhé. H10 cũng 140.000 luôn. Nó sẽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ổ cắm luôn. 7 ổ cắm có một công tắc nhá. Con này thì nó sẽ là 1.500W. Dây của nó sẽ là dây 2 chấm nhá. Dây 2 chấm như này. Lên cho em là H10 nhá. Đấy, con này lên cho em là H10. Giá sẽ là 140.000 cho con H10 như này. Giá rất hợp lý thôi. Giá thanh lý cho các bác, giá hợp lý luôn. Đấy, tiếp theo thì con này thì các bác lên cho em là H11 nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ổ cắm. Đấy, lên cho em là H11. Dây dài khoảng 2 mét. Dây của nó cũng là dây tầm khoảng chấm rưỡi đến 2 chấm gì đấy. Dây khá là to luôn. Đây, đầu cắm này. Và con này có 5 chấm hít này, có khóa luôn. Giá sẽ là lên cho em là H12. H12 giá sẽ là 160.000 nhá. 160k. Đó, H12 160.000 này. Đó, dây cực kỳ dài luôn, khoảng 2 mét. Hàng của thương hiệu Z nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đây. Con này thì sẽ là H13. Con này thì sẽ là 180.000. Dây của nó thì dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Đấy, khoảng từ 3 đến 5 mét. Đây. Dây của nó sẽ là dây 1.8 các bạn, dây 1.8. Dây này thì khoảng 3-4 mét thì đấy. Và nó sẽ có cho các bác 6 ổ cắm như này. Lên cho em là
H13 nhá. H13 này 180k nhá. 180k cho con H13 như này. 180.000. Lấy ghế đi, lấy ghế đi. Tiếp theo là H14 nhá. Đấy. H14 này. Đấy. Hàng made in Japan cho bác luôn. Đấy, dây rất là to này. Dây to lắm. Con này dây thì khoảng từ 2 đến 3 mét. H14, lên theo là H14. Con này thì giá của nó sẽ là 160k nhá. 160k. Giá thanh lý cho các bác luôn, 160.000. Dây cực kỳ là to luôn, có bao cắm như này, có đèn báo này. Đấy. Đều sử dụng điện 220 hết nhá. H14 này. Tiếp theo thì em lên cho một các bác một mã nữa. Đó sẽ là cái mã đây. Con này thì nó sẽ có 3 ổ cắm như này, 1 2 3 ổ cắm này. Dây khá là dài luôn. Đó. Con này các bác lên mã giúp cho em đó là H15 nhá, H15. Giá sẽ là 100k. Đó, H15, giá sẽ là 100k nhá. H15 này. Giá là 100k. 100k, dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét. Dây này của nó sẽ là dây 100k, dây này của nó sẽ là dây dài 2 đến 3 mét nhá. Dây khoảng 1.8 gì đấy các bác nhá, rất là to luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Em lên cho bác cái mã đầu tiên đó là đũa Nhật nhá, thì bên shop về đợt này nó sẽ có thêm một mẫu nữa đó là đũa cô gái Nhật nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ cao cấp hơn một chút. Đây, đũa cô gái Nhật này, hàng rất là cao cấp cho các bác luôn. Và hàng này thì nó sẽ là nguyên vỉ nhựa như này. Đấy, nguyên trong một cái vỉ nhựa như này. Dòng này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá, 50k. 50k cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, 10 đôi. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sợi thủy tinh nhá. Đấy, bằng sợi thì tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy, hàng thì nó sẽ là 50.000 cho một vỉ đũa cô gái Nhật như này. Ngoài ra thì bên shop vẫn về cho các bác cái mẫu đũa Nhật bình thường nhá. Đấy, đũa Nhật bình thường đây. Đấy, đũa Nhật bình thường thì cũng một vỉ là 10 đôi nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi cho bác cái giá đó là 40.000 cho một vỉ như này, bao gồm cho các bác là 10 đôi. Đấy. Thì bên shop sẽ có hai mẫu, một là mẫu đũa Nhật thường, hai là mẫu đũa Nhật cô gái nhá. Đấy, đũa Nhật cô gái. Mẫu đũa Nhật thường như này thì giá của nó sẽ là 40.000. Đấy. Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá. Đấy. Đũa Nhật giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, còn cái này thì các bác lên cho em là mẫu là đũa cô gái nhá. Đũa cô gái, giá sẽ là đũa cô gái này, cũng là đũa của Nhật luôn. Đũa cô gái, giá sẽ là 50.000 cho một vỉ 10 đôi. Thì các bác lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, mẫu nào thì lấy. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái con máy cạo râu hàng của thương hiệu Zandu. Giá sẽ là 90k cho một con máy cạo râu như này. Phần sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy này. Đấy, một máy và có cái chân sạc liền như này, các bác chỉ cần đẩy ra là sạc thôi. Rất là tiện ích nhá, đẩy ra là sạc này. Và có sử dụng cho các bác là cái đầu tăng đơ, thì đây là cái đầu tăng đơ nhá. Đầu tăng đơ này thì các bác có thể dùng để chấn viêm này, hoặc là cạo râu, râu dài thì các bác cạo đi, sau đó thì các bác gạt cái này xuống này. Gạt cái này xuống thì mình dùng mình cạo râu như bình thường. Đây là cái phần cạo râu này. Để các bác xem em cạo nhá. Đấy, các bác xem râu có đứt này. Đấy, các bác nghe tiếng râu có đứt chưa? Đó. Râu đứt sành sẹt đấy các bác. Đó. Đây, đấy, và cạo xong thì các bác xem cái râu nó ở trong này các bác này. Đấy. Đấy, râu nó vừa đứt ở trong này các bác này. Đây. Đấy, râu nó vừa đứt đây này. Đây các bác thấy không? Đó. Đây. Râu nó vừa đứt ở trong đây. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 nhá. Con này thì sạc điện 220V luôn, công suất của nó là điện 220 50Hz và 3W nhá. Bên shop có bán kèm thêm cả màng cả lưỡi luôn. Đây là cái lưỡi này, còn đây là cái màng này. Đó. Cả màng cả lưỡi thì giá sẽ là 30.000 cho một bộ màng lưỡi như này nhá. Các bác có thể mua kèm cả màng cả lưỡi nữa. Còn bên shop đang bán là 90.000 cho một con máy cạo râu như này. Hàng của thương hiệu Zandu nhá. Lên cho em là máy cạo râu Zandu nhá. Đó. Zandu, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90.000 cho con máy cạo râu Zandu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi nối nhá. Cái vòi nối này thì nó rất là tiện để các bác có thể là đưa vào các cái vị trí chậu rửa bát, chậu rửa mặt, hoặc là nói chung là các cái vị trí đa tính năng đều được hết. Đấy, có thể ngoắt nhéo như này để mình đưa vào các cái vị trí đều được hết nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 40.000 cho một con vòi nối như này thôi. Giá của nó sẽ là 40k nhá, rất tiện ích luôn. Thì nó sẽ có đầu vòi hoa sen và đầu vòi một ống như này.
vòi ống và vòi hoa sen các bác tùy chỉnh ở đây, và các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu vòi nước nhà mình thôi, có thể ngoắt nghéo này đấy, điều chỉnh vặn đi vặn lại như này rất là tiện. Thì lên cho em là vòi nối, giá của nó sẽ là 40.000 cho một chiếc vòi nối như này thôi nhá, 40k cho một chiếc vòi nối như này, thì rất là tiện để các bác sử dụng trong sinh hoạt rửa ráy các thứ hàng ngày, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là vòi nối nhá, vòi nối giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sạc béo này, nó sạc béo dây dài khoảng tầm là 1m nhá, và dây của nó là dây cực kỳ to luôn, dây to khủng bố luôn các nhá, dây to rất là to này. Đấy, rất là to như này thì các bác dùng nó rất là tiện. Ưu điểm của con này là dùng không sợ bị đứt này, và nó sẽ có cho các bác là đèn báo luôn, có đèn báo ở đây, và nó sẽ có cho các bác là ba đầu sạc này, Samsung, iPhone và Type C đều được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Thì giá sẽ là 50.000 cho một cái dây sạc béo như này. Đấy. Các bác lên cho em là sạc béo giá sẽ là 50k, có hai đầu sạc, dây dài tầm khoảng 1m, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là sạc béo, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sạc béo này. Sạc béo, giá của nó sẽ là 50k một chiếc. 50.000 cho một chiếc sạc béo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm hàng Tết nhá. Đó là cái bịch táo khô này, bịch táo khô thì các bác có thể dùng để mình ngâm rượu này ăn trực tiếp này, hoặc là các bác có thể sắc nước sắc lên để lấy nước uống cũng rất là tiện ích luôn. Một bịch này của nó thì từ 800g đến 1kg nhá. Giá thì chỉ có 100k thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là 100k, lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá, táo khô 100.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái nho khô nhá, nho khô sẽ là 90.000 cho một hộp như này. Dòng này thì sẽ là đựng trong hộp như này. Chú nho của nó thì cực kỳ là đẹp luôn các này. Đấy, nho rất là đẹp nhá. Hạt to đẹp. Đấy, đều màu tự nhiên, không tẩm màu, không hóa chất nhá. Cái nho khô này thì nó sẽ là hàng của tập đoàn Samsung nhá. Đây, hàng của tập đoàn Samsung của này. Đấy, đây, tập đoàn Samsung kết hợp với các cái công ty dược phẩm, công ty cây trồng của Hàn Quốc để sản xuất ra cái nho khô như này, cực kỳ là an toàn và chất lượng luôn. Đây, logo của Samsung các bạn này. Đó. Giá thì sẽ là 90.000 nhá. Lên cho em là nho khô, giá sẽ là 90.000. Đấy, còn cái táo này thì nó sẽ là táo của Nhật nhá. Táo của Nhật, con này thì đấy, nó sẽ vào khoảng từ 8 lạng đến 1 cân và giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, 100.000. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn, giá rất hợp lý rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ lưỡi kem nhá. Đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi và một bộ của nó sẽ là 30 lưỡi như này các bác này, 30 cái lưỡi như này. Đó, kèm thêm cho các bác là một bàn cạo và một cái hộp kem để các bác bôi cho nó khỏi rát trước khi cạo nhá. Đấy. Thì giá chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem, một bàn cạo một lưỡi. Đấy, một bàn cạo và bộ 30 lưỡi, bộ 30 lưỡi. Giá chỉ có 60k thôi, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó. Cả bàn cạo cả lưỡi kem như này mà giá chỉ có 60k thôi nhá. Giá rất là tốt để gửi tới các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem, giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng. Đấy, các bác có sử dụng cả năm luôn với hết được cái bộ này các bác nhá. Đấy, dùng cả năm cho em, rất là tiện ích luôn. Bên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem, giá sẽ là 60.000 cho một bộ như này nhá. Đấy, 60.000 cho một bộ lưỡi kem như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc nhá. Ấm siêu tốc hàng của thương hiệu Cuckoo. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là đây. Đấy. Công suất của nó sẽ là 220V. Điện 220V 1500W, 2 lít rưỡi nhá. 2 lít rưỡi. Đấy, đầy đủ các cái thông tin cho bác luôn. Ấm Cuckoo nhá. Đây, Cuckoo này. Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Cuckoo nhá. Ấm siêu tốc Cuckoo. Đấy, của Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc Cuckoo của Hàn Quốc này. Đấy, 2 lít rưỡi, 1500W, sử dụng điện 220V. Giá thì sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một cái ấm siêu tốc này thôi. Giá chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips nhá. Máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này. Đó, đây, hàng của thương hiệu Philips, công suất là 3000W, sử dụng điện 220V. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, hàng Nhật xuất nhá, Philips của Nhật. Đó. Nóng cực kỳ là nhanh luôn, nóng nhanh, bền đẹp chắc chắn, giá thì rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy sấy tóc nhá, máy sấy tóc này. Đó. Máy sấy tóc giá sẽ là 130k một chiếc. Giá siêu hạt rẻ luôn. Con này thì bên shop bán siêu nhiều rồi.
Đấy, giá rất hợp lý luôn, dùng cực kỳ là ngon, bán rất là nhiều và không hề có lỗi lầm gì cả nhá. Rất ngon, rất tuyệt vời cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái mã dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy này. Đấy thì bây giờ giá cái này bạn này. Mã dao dọc giấy này, ở đây thì một chiếc này của nó sẽ là 15.000. Lấy băng dính dán vào. Một chiếc này là 15.000 và bên em bán theo combo là 3 chiếc thì sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, combo sẽ là nếu mà các bác mua từ 3 chiếc trở lên thì sẽ là 10.000 một chiếc. Còn mua lẻ thì sẽ là 15.000 một chiếc. Còn mua từ 3 chiếc trở lên thì bên em tính cho bác là 10.000 một chiếc. Đấy, bên ngoài của nó thì là bằng cao su non, bên trong bằng nhựa cứng, có kèm lưỡi cho các bác luôn, về việc chỉ việc sử dụng thôi. Giá sẽ là 15.000 một chiếc là mua lẻ, còn mua combo 3 chiếc thì giá của nó sẽ là 30.000. Rồi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc là hàng gửi đến các bác xua tay đuổi đi các bác nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái ổ điện xanh này. Con này thì giá sẽ là 55.000 nhá. Lên cho em là ổ xanh nhá. Ổ xanh giá của nó sẽ là 55.000 thôi. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, hàng nó rất là hữu ích. Đầu tiên của nó ưu điểm là có công tắc đóng ngắt này, có 6 ổ cắm liền và có những cái chân khó này. Ngoài ra sẽ có 3 chân USB như này thì các bác có thể dùng để mình cắm các cái loại thiết bị như là bóng LED, đèn nháy rồi các cái loại thiết bị chuyên dùng cho chân USB thì nó rất là tiện và có 3 chân liền thì các bác cắm rất là nhiều thứ luôn. Đấy, các cái LED nháy rồi sao rồi nói chung bây giờ các thứ nó đều dùng cái chân USB này hết thì rất là tiện nhá. Dây dài khoảng 1 mét nhá. Đấy, có công tắc đóng ngắt như này. Các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em này. Đó, đây. Sử dụng bình thường nhá, có đèn báo này, tắt đi là đèn sẽ tắt này. Đó, đèn tắt nhá. Đó, và bật lên thì đèn nó mới lên. Đó, đây, tắt đi này, bật lên là đèn đỏ này. Ở đây thì nó sẽ kèm dây khoảng là 1 mét nhá. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác hai cái dây sạc này. Nó sẽ có là sạc béo và sạc gầy. Đấy, sạc béo và sạc gầy. Đấy, con to này sẽ là sạc béo và con bé này sẽ là sạc gầy nhá. Đấy. Con to này thì nó sẽ là bằng cao su này, bằng cao su rất là dai và chắc luôn, và con nhỏ này thì nó sẽ là bằng sợi dù như này. Đó. Thì con sạc béo là 50.000. Con sạc gầy là 30.000. Ở đây thì của nó sẽ có cho các bác là 3 chân như này. 3 chân như này thì các bác có thể cắm iPhone, Samsung, Type-C đều được hết nhá. Đó, cái này thì em bán rất là nhiều rồi và giới thiệu nhanh thôi. Và đây là cái chân cắm USB của nó thì nó sẽ có đèn báo luôn nhá. Đấy. Riêng cái con sạc béo này thì nó sẽ có đèn báo cho các bác này. Đây, có đèn báo sáng như này để các bác biết được rằng là đang có điện nhá, đang có điện như này các bác này. Đấy. Ưu điểm của nó là có đèn báo sáng như này thì nó rất là tiện ích để các bác sử dụng được luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Đấy. Sáng cả ở đầu và có cả đèn tia như này, rất là tiện. Đấy, và con này thì các bác lên cho em là sạc béo nhá. Con sạc béo này là 50.000 này. Đấy, còn con này là sạc gầy này. Sạc gầy này của nó thì nó sẽ là 30.000. Đấy, các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Béo thì lấy mà gầy thì lấy các bác nhá. Đấy. Có công tắc đóng ngắt này, rất là tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy xay khô nhá. Máy xay khô như này. Bỏ tranh cái máy trên kia con nó. Đấy, đây là cái máy xay khô như này nhá. Đấy, con này thì xay cực kỳ là khỏe luôn. Khỏe chắc chắn và cái nắp của nó là cái lẫy luôn. Cho nên khi các bác lắp là đúng nắp như này chị em. Đấy, con này thì của nó các bác dùng chuyên để xay bột này, xay tiêu, xay điều, xay đỗ, xay lạc đều ok hết nhá. Các bác xay các cái loại hạt ngũ cốc đều ok. Đấy, cắm sử dụng điện 220V cho em. Đây, cắm này. Thấy không? Đấy nhá. Em sẽ xay gạo cho bác xem này. Đấy, thấy không? Máy thì chạy rất là khỏe bác. Máy chạy rất là khỏe đây. Đây. Em xay gạo các bác này. Đấy, đây. Hạt gạo em xay có tí mà nó nhỏ tăng như này các bác này. Đó. Rất là tiện nhá. Các bác có thể dùng để mình xay bột này, làm bột cho trẻ em này, hoặc là xay cà phê, xay ngũ cốc này, xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đấy, con này thì rất chuyên dùng để xay các loại hạt rất là ok luôn. Đấy. Các bác lên cho em là máy xay khô nhá. Đấy, xay cà phê, xay các loại hạt đều ok. 250W sử dụng điện 220V 50Hz này. Đấy, xay cà phê này, xay ớt này, xay tiêu, xay điều này, xay các cái loại xay cho em. Đấy, lên cho em là máy xay khô nhá. Máy xay khô nhá, máy xay khô. Giá của nó sẽ là 120k. 120.000 cho một em máy xay khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chiên ngập dầu. Con này thì đường kính của nó sẽ là 20cm. Đấy, cuối năm đến nơi là các bác chiên rán nem rồi cá tôm tép thì các bác dùng con này chưa? Rất là tiện. Con này nó sẽ có cho các bác là một cái khay đỡ như này, một khay bỡ này các bác đặt lên đây chưa? Đó. Và con chảo này thì có tráng đá chống dính nhá. Có tráng đá chống dính như này thì rất là tiện. Các bác có thể dùng để mình đường kính của nó là 20cm. Các bác có thể dùng để mình chiên tôm này, chiên bánh này, chiên cá này. Đấy, rất là đa di năng luôn. Hàng của Nhật nhá, đường kính là 20cm như này. Các bác lên cho em là chảo chiên ngập dầu. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho con chảo chiên ngập dầu như này. Đấy, đường kính là 20cm và độ lòng sâu của nó thì khá là sâu luôn nhá, khá là sâu luôn.
thì các bác có thể dùng để mình chiên rán rất là tiện, đặc biệt là các bác chiên ngập dầu thì rất là ok. Đấy, lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chiên ngập dầu, giá của nó sẽ là 100k nhá. Chảo chiên ngập dầu này, giá sẽ là 100k cho con chảo chiên ngập dầu như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, nó là cái dây tắm nhá, dây tắm bằng cao su như này. Đấy, thì nó sẽ là bằng cao su non mềm như này. Khi các bác cầm thì mình cầm hai tay như này, mình có thể kỳ cọ lưng này, tay chân, rồi nói chung là đa dĩ năng được hết luôn. Một mặt là nó sẽ là mặt bi như này, và một mặt là bông tăm như này. Đấy, sợi tăm như này, các bác dùng để massage cho cơ thể rất là tốt. Thì con này các bác lên cho em là dây tắm, chiều dài của nó vào khoảng là đi 60 cm, giá sẽ là 25k cho một cái dây tắm như này. Đấy, 25.000 nhá, 25.000, rất là tiện luôn, cho xà bông vào đây bằng cao su non mềm êm, massage cho cơ thể tốt, và các bác treo lên cái là nó khô ngay. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái này các bác lên cho em là tấm cọ lưng nhá. Tấm cọ lưng ở đây thì nó sẽ là một cái tấm cọ lưng như này, và các bác có thể dán lên tường gạch men hoặc là để dưới nền đất để các bác kỳ cọ chân này, tay này, lưng đều được hết nhá. Giá rất là tiện và rất là tiện ích cho bác luôn. Con này giá bao nhiêu đấy? 50k nhá. Lên cho em là tấm cọ lưng, giá sẽ là 50k cho một con tấm cọ lưng như này. Giá thì chỉ có 50.000 thôi, các bác dùng để kỳ cọ lưng rồi tay chân đều được hết nhá. Đây, đấy, rất là tiện. Để bên dưới đất thì mình đánh rửa chân này, còn các bác dán lên tường thì mình tấm cọ lưng dán tường nhá. Cái này các bác dùng để dán tường mà, nên em là tấm cọ lưng dán tường, giá sẽ là 50.000. Đó, thì các bác dán lên tường sau đó thì mình kỳ cọ lưng, tay chân đều được hết nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái ủng đi mưa nhá. Đấy, mùa đông lạnh giá như này, các bác có thể dùng để mình giữ đi để giữ ấm này, hoặc là đi trời mưa này. Trời mưa thì các bác đi ví dụ như là mình đi giày dép mà muốn bảo vệ giày dép của mình, đặc biệt là các bác tham gia giao thông bằng xe máy nhá, bằng xe máy mà trời mưa ướt át thế này thì các bác cứ đi giày đi tất bình thường cho em, sau đó thì mình xỏ cái ủng này vào. Đó, con này thì chống nước mưa rất là tốt luôn, chống nước mưa rất là tốt. Đấy, các bác có thể đi vào các cái vị trí lầy lội rồi nước mưa nước nhiếc đều ok hết nhá. Giá thì các bác lên cho em là ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 100 à? Giá sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là ủng đi mưa, giá sẽ là 100k. Con này thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn, 100k cho con ủng đi mưa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này nó rất là tiện ích như này các bác này. Đi vào này mình có thể sử dụng để mình đi trời mưa này, rất là tiện luôn nhá. Đó, đặc biệt là bác nào hay tham gia giao thông bằng xe máy thì dùng con này cho em, hoặc là đường quê lầy lội, hoặc các cái vị trí nào mà bị lầy lội đấy, đi ô tô xe máy như này các bác có thể sử dụng rất là tiện nhá. Đó, bỏ ra giày khô ráo thoáng mát cho các bác luôn. Giá thì bên shop chỉ gửi tới các bác giá 100.000 thôi. Đấy, chống nước cực kỳ là tốt nhá, rất tiện ích cho các bác sử dụng. Giá thì là 100.000, đấy, rất tiện luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái cà lê đỏ 8 đầu nhá, cà lê đỏ 8 đầu. Đấy, các bác lên cho em là cà lê đỏ 8 đầu, con này thì giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Đó, nó sẽ là có 8 số cho các bác luôn. Mỗi đầu này của nó thì nó gọi là 2 đầu và nó sẽ có 8 số nhá. Đấy, nó sẽ là có là 8, 10, 12, 13. Đấy, và bên này thì sẽ là 14. 16, 17, 19, 14, 16, 17, 19. Và nó sẽ có 8 đầu luôn. Đấy, 8 đầu như này thì các bác dùng được 8 loại ốc nhá. Dùng được 8 loại ốc và rất là tiện. Lên cho em là cà lê 8 đầu nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con cà lê 8 đầu như này. 100.000 cho một con cà lê 8 đầu thôi. Con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày, sửa chữa, lắp ráp. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái máy vắt cam nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy vắt cam. Thì con này rất là tiện ích rồi. Xin lỗi các bác là vắt cam bằng tay nhá. Vắt cam bằng tay thì giá thì chỉ có 50.000 cho con vắt cam bằng tay này thôi. Đấy, các bác chuyên dùng để mình vắt cam, mùa này đang là mùa cam rất là sẵn này các bác này. Đấy, các bác có thể mua về để mình sử dụng luôn. Đó, về thì mình chỉ bổ đôi quả cam ra, đưa tay vào mình vắt là xong. Đó, nước ra đây thì mình có thể uống trực tiếp, tại vì nó đã lọc hết cặn bã và hạt thiếc ở trên này rồi. Mình chỉ cần rửa qua đi là xong, rất sạch sẽ, bằng inox sáng bóng đẹp. Mà giá thì chỉ có 50.000 thôi. Lên cho em là vắt cam bằng tay nhá. Bên shop có cả loại bằng máy, còn con này là vắt cam bằng tay. Đấy, vắt cam bằng tay giá sẽ là 50k. Vắt cam bằng tay này, vắt cam bằng tay giá của nó sẽ là 50k cho một con vắt cam bằng tay như này, 50.000 thôi, rất tiện ích luôn các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhé. Đấy, con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng của nó là lên tới 93% này. Đấy, chuyên làm trắng răng, hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Giá thì sẽ là 40.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này, giá sẽ là 40k nhé, giá rất là tốt cho bác luôn. Dung tích của nó thì nó sẽ là tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, và dung tích của nó sẽ là bao nhiêu đây? Đấy, của nó sẽ là 120g nhá, 120g.
Đấy, 120g cho một lọ kem đánh răng của Hàn Quốc như này. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng chuyên lên tới 93% luôn, chuyên làm trắng răng. Giá sẽ là 40.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đài FM của Nhật nhá, đài FM của Nhật. Đó. Một con đài FM như này. Rất tiện ích để cho các bác sử dụng này. Đấy, khi các bác sử dụng thì để cho em chế độ FM này, bật cái chế độ nguồn này lên này. Đấy. Sau đó thì các bác kéo anten lên là mình sử dụng được thôi. Đó, đây. Sau đó thì các bác dò bên này cho em nhé. Đầu tư kỳ vọng. Đấy. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến toàn tỉnh đã thu hút được 47 dự án, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022 và thực hiện điều chỉnh tăng giảm vốn đầu tư của 32 dự án với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 393,8 triệu đô la Mỹ và 8.427,6 tỷ đồng, bằng 95% và 69% so với cùng kỳ. Bên cạnh các hoạt động xúc tiến tại chỗ. Đấy, các bác nghe hay không? Đấy, tiếng nó đúng như tiếng đài FM luôn các bác nhá. Nghe rất là hay. Đấy. Tiếng rõ, tiếng nghe đúng như tiếng đài FM luôn, rất chuẩn xịn sò các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 bao ship tận nhà. Lô này là về nó sẽ có cả đồng hồ cho bác luôn về nhà. Các bác tháo cái lẫy bông này cho em để mình sử dụng đồng hồ này. Đấy, có thể cắm jack 3.5 này, rồi cắm thẻ nhớ, cắm USB này và chân này chân sạc vào nhé. Nó có sẵn cho các bác là một cái dây sạc luôn và sẵn pin rồi. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải lắp thêm pin bùng gì vào nữa nhé. Giá sẽ là 260.000, nghe tiếng hay như đài FM luôn. Đó, lên cho em là đài FM nhá. Đài FM. Giá sẽ là 260k bao ship tận nhà cho các bác luôn. Giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê và pha các cái loại đồ uống đều ok hết nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp cho em cái quả pin con thỏ nhỏ và đít này cho em. Ở đây nó sẽ sử dụng hai viên pin con thỏ nhỏ các bạn. Đấy, lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây là mình dùng thôi. Một đôi pin như này các bác phải dùng cho em là cả nửa năm mới hết, tại vì con này nó dùng nó rất là mất ít pin. Đấy, và các bác chỉ cần nhấp này là nó sẽ quay thôi. Ở đây thì các bác dùng để pha trà, pha cà phê, ở đây nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Pha cà trà, pha cà phê ngũ cốc rất là ngon, dung tích của nó thì vào khoảng là đi 380ml các này, 380ml. Đấy, lên cho em là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây sạc của iPhone nhá. Đấy, các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, bao gồm cho bác là một dây như này, một củ một dây như này. Giá sẽ là 60.000 thôi. Giá rất hợp lý luôn, chỉ có 60.000 một củ một dây luôn nhá. Giá 60k. Đó, còn bên shop về cho bác cái củ sạc iPhone đa năng thì nó cũng là dòng của iPhone Pro đây, 13 Pro. Cái này thì nó chỉ có củ kèm dây thôi. Củ chỉ có củ để cắm thôi chứ còn không có dây sạc. Về nhà các bác mua thêm dây sạc hoặc dùng cái dây của mình, hai chân USB, hai chân Type C, thao hồ thoải mái cho các bác dùng các cái thiết bị luôn. Giá thì rất hợp lý, chỉ có 80.000 thôi. Con này thì các bác lên cho em là củ sạc iPhone nhá. Đấy, củ sạc iPhone giá sẽ là 80k ở củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000. Còn cái con này thì các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn về rất nhiều mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái mớ Atomat nhé, hàng bãi Nhật. Đấy, thì hàng rất đẹp cho các bác luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Em lên cho bác cái mã sản phẩm đầu tiên đó là Atomat này. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con Adcock nhá. Adcock. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và trước em bán thì cái lô cũ của nó thì nó sẽ là hàng đã qua sử dụng cho nên là giá nó rẻ hơn. Còn lô này thì hàng của nó sẽ là hàng mới tinh. Đấy, điện của nó thì từ 100 đến 200V. Các bác sử dụng điện Việt Nam mình thoải mái luôn. Đó, khi đấu thì các bác đấu đầu vào bên trên và đầu ra bên dưới. Dòng dò của nó là 15mA, 30A dòng dò 15mA. Hàng nội địa của Nhật toàn bộ 100% thứ Nhật hết, của thương hiệu Z này. Đó, con này thì các bác có thể dùng để cho bình nóng lạnh này, nóng lạnh điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ đều là ok. Đấy, chức năng của nó thì chống giật, chống chập, chống quá tải, áp đều nhảy hết nhá. Cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là Adcock 30A nhá. Adcock 30A. Con này giá của nó sẽ là 110.000. Đấy, đợt này hàng về thì cái giá của nó sẽ là cái hàng mới cho nên cái giá nó sẽ đắt hơn một chút. Nhưng mà hàng mới thì các bác dùng nó yên tâm. Đấy, lên cho em là Adcock này. Đó. Adcock 30A nhá. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110k cho một con. Đó, Adcock 30A. Tiếp theo thì đây nó sẽ là dòng 30A con này. 30A dòng dò 15mA. Đó, hàng nội địa của Nhật, tem mã vạch, mã cốt đàng hoàng.
đầy đủ cho các bác nhá, chi xuất nguồn gốc rõ ràng luôn, hàng của thương hiệu Z đây, đó, đầy đủ cho các bác luôn, thông số kỹ thuật các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng AS40A nhá. Đấy, các bác lên cho em là AS40A. Dòng dò của nó là 30mA nhá. Đấy, AS40A. Con này thì các bác có thể dùng cho các cái khu vực như là nhà tổng này, tổng điện gia đình này, hoặc là các bác dùng cho tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đó thì các bác dùng cho tách từng tầng cũng được. Đấy, các bác dùng tách từng tầng hoặc là dùng tổng cho cả gia đình thì các bác có thể lắp ra ngoài công tơ, nó cũng rất là tiện ích và an toàn. Con này thì nó cũng là hàng Nhật và đã qua sử dụng nhá. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, hàng Nhật đã qua sử dụng nhá. Và độ mới của nó thì còn khoảng 80 đến 90%. Đó, hàng made in Japan đây. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con AS này. Đấy, hàng của thương hiệu Natina hoặc là của thương hiệu Mitsubishi các bác nhá. Đấy, Mitsubishi. Chủ yếu là Natina nhá, Natina. Đó, và cái giá thì sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là AS đại 40A nhá. Đó, AS đại này. AS đại 40A, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái AS đảo chiều của Nhật nhá. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. AS đảo chiều 63A này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 63A và khi các bác đấu thì con này nó sẽ sử dụng cho các bác chuyên dùng gọi là hai công tơ này. Đấy, già mình có hai công tơ hoặc là hai công tơ hoặc là các bác dùng một điện lưới một máy phát thì khi các bác nào dùng các bác đảo cho em. Đó. Ví dụ bên trên thì các bác để điện lưới này, bên dưới này các bác để máy phát này. Đấy, khi nào mà điện lưới thì các bác để lên trên. Đấy, khi nào máy phát thì các bác lại kéo xuống dưới này cho em là nó tự đảo điện cho các bác nhá. Rất là tiện luôn. Hoặc là nhà bác nào dùng hai công tơ mà mình muốn sử dụng liên hoàn hai công tơ cho nó an toàn và tiết kiệm thì các bác cũng dùng cái này cho em. Đấy. Lên cho em là AS đảo chiều 63A nhá. Đấy, lên cho em là AS đảo chiều 63A này. Đấy, AS đảo chiều này. Đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 100 tròn này. Lên cho em là AS đảo chiều 63A nhá. Giá của nó sẽ là 105k. Đó. Đợt trước đang bán 101, đợt này xuống cho bác được 5.000 là còn 105.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc đồng cũng nhá, con hạc đồng. Đó thì đây nó sẽ là một con hạc rất là đẹp như này. Đó thì con này nó sẽ có thêm cho các bác là một con hạc và một cái lư bằng một cái lư bằng đồng như này, các bác đeo vào xem. Đấy, đeo vào sau đó thì các bác dùng cái nhang, bên em có bán sẵn cả nhang luôn. Con hạc này sẽ là 70.000 và nhang thì là 60.000 một hộp nha. Đó thì các bác mua combo thì sẽ là 130.000. Đấy, các bác đeo vào đây cho em này. Đeo vào đây cho em. Sau đó thì mình cho nhang vào đây. Đấy, rất là thơm luôn. Nhang vào đây mình có thể là đốt này, thư giãn tĩnh tại hoặc là các bác để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu của bằng của nó thì bằng đồng nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn như này. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng. Cầm cho anh hộp nhang ở đây này. Hạc đồng, giá sẽ là 70.000. Con này thì trước em đang bán là 60.000, đợt này thì hàng nó về giá nó cao hơn một chút nhá. Giá cao hơn một chút thì sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 10cm nhá, chiều cao khoảng 10cm thì rất là tiện ích luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Đấy, nhang hạc thì giá sẽ vẫn là 60.000 thôi, còn cái hạc này thì sẽ là 70.000. Đây, đây là cái nhang của nó các bác này. Đấy, cả về nhà các bác xoáy ra cho em, sau đó thì các bác cứ thế là đặt vào cái lư kia là xong. Đấy. Cái nhang này thì sẽ là 60.000 và con hạc này sẽ là 70.000. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng này. Đó, lên cho em là hạc đồng, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Còn nhang hạc thì sẽ là nhang hạc sẽ là 60k nhá, 60k cho cái nhang hạc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng nước hoa rất là tiện ích luôn, các bác có thể dùng để mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái tăm như này. Các cái tăm như này và các bác chỉ cần là giật cái bấc này ra, sau đó thì các bác cắm vào cho em. Đó. Mùi thơm của nó thì dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng sách, phòng khách đều được. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, và rất là thơm. Đấy. Và được rất là lâu thì các bác dùng để mình gọi là tạo hương thơm cho phòng rất là tốt luôn. Đó, con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn này. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn. Giá chỉ có 30.000 thôi.
nước hoa khách sạn nhá, lên cho em là nước hoa khách sạn này, nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k nha, 30.000 cho một cái lọ nước hoa khách sạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tất các bác nhá. Đó, tất thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 5 đôi nhá, 5 đôi. Đó, có màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, có màu ghi và màu trắng như này. Đó, có màu ghi, có màu trắng. À, màu ghi và màu đen nhá, màu ghi và màu đen. Đấy, ở đây thì sẽ có là màu ghi và màu đen rất là đẹp luôn. Thì các bác cứ lấy món nào đấy. Một hộp này có 5 đôi. Đưa cho anh cả cái vỉ kia luôn. Một hộp này của nó là 5 đôi nhá. Hộp này của nó là 5 đôi thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, em đang đi trực tiếp. Đây, em đang đi trực tiếp đây các bác này. Đấy, đang đi trực tiếp trên chân này. Đây các bác theo. Rất là vừa vặn luôn nhá, rất vừa vặn, rất là đẹp này. Đấy, em đang đi trực tiếp trên chân đây. Đấy, đúng tất đúng màu các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi nhá. 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi. Các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Đấy, đựng trong một hộp như này. Tất hộp này và 5 đôi nhá, tất hộp 5 đôi. Đấy, có màu đen và màu ghi, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái tất ở trong vỉ như này nhá. Tất trong vỉ như này nó sẽ có màu đen và màu trắng. Đấy, có hai màu, màu đen và màu trắng. Cái tất này thì nó sẽ ngắn hơn một chút nhá, ngắn hơn một chút. Đấy, đều là co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Đấy. 90.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Cái này thì nó lại có màu đen và màu trắng, màu đen màu trắng, còn cái hộp kia thì có màu trắng và màu màu ghi, màu trắng và màu ghi nhá. Đấy, cái này màu đen màu trắng, cái này là các bác lên cho em là tất. Tất vỉ 10 nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy. 90k trong cái tất vỉ 10 như này nhá. Đấy. 90.000. Cái này thì nó sẽ là vỉ là 10 đôi nhá. Vỉ là 10 đôi. Còn hộp thì chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đấy, vỉ là 10 đôi này. Còn cái hộp này là 5 đôi nhá. Đấy, hộp này là 5 đôi thôi. Hộp 5 đôi 80k nhá. Đấy, hộp 5 đôi là 80.000. Còn vỉ 10 đôi như này. Vỉ 10 đôi như này có màu trắng và màu đen, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng theo này lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác một con siêu phẩm, đó là máy sấy đũa nhá. Đấy. Giờ thì nó bắt đầu chuẩn bị vào cái mùa nồm nhá. Mùa nồm thì nó rất là bẩn thỉu và rất là bụi bẩn nhá. Thì các bác lưu ý cho em. Đó, mình dùng con này nó rất là tiện này. Đó. Nó sẽ kèm cho các bác một cái một số cái quai đeo như này, về nhà các bác mắc vào cái đít này cho em này, mắc vào cái đít này để mình làm quai đeo, đeo đũa, đeo thìa này, đấy, đeo tạp dề này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là một cái cáp sạc nhá, một cái cáp sạc sẵn dây như này rồi. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình và kèm cho các bác là một cái miếng dán này nữa, một cái miếng dán này, về nhà các bác đút tắt lên cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác bóc cái mặt dán này ra để mình dán nhá. Đó, nó rất là tiện. Thì các bác dán lên tường, sau đó thì ở đây nó sẽ có một cái phần để chứa nước này các bác này. Đấy, có cái phần để chứa nước ở đây, rất là tiện luôn. Thì các bác có thể bỏ đũa vào đây, xong đó thì bật công tắc lên là xong. Thì mình chuyên để mình sấy đũa nhá. Sấy đũa nó rất là tiện luôn. Sấy đũa, sấy thìa. Đấy, đũa thìa các bác cho vào đây mình sấy cho em, nó rất là tiện. Lên cho em là máy sấy đũa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con máy sấy đũa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Một cái dây cắm điện và ba ngăn để đũa và thìa. Ở phía trong máy là có một cái quạt sấy để thổi khô đũa, hệ thống đèn UV để khử khuẩn, các bạn bấm nút phải lên. Bây giờ mình sẽ test thử máy này nha. Đầu tiên là các bạn tìm chỗ treo máy sấy, dán miếng dán và cài máy sấy lên. Bây giờ mình sẽ rửa cái đũa và cái thìa này, sau đó mình test thử nhé. Đấy, rửa đi, sau đó thì các bác đưa vào máy sấy cho nó xong. Đấy, rất bỏ ngay cái kiểu để đũa như này đi. Nếu bạn muốn bảo vệ sức khỏe của chính bạn, trước thì mình hay dùng đũa gỗ ấy, nên là hay gặp cái tình trạng là đũa càng ngày không khô nổi, lâu ngày còn bị mùn răn cơ. Cái máy này thì mình nghĩ nhà ai cũng nên có nhá, vì không chỉ sấy khô mà nó còn có cả tia UV để khử khuẩn nữa. Bỏ
ngay cái kiểu để đũa như này đi. Nếu bạn muốn bảo vệ sức khỏe của chính bạn, trước thì mình hay dùng đũa gỗ ấy, nên là hay gặp cái tình trạng là đũa càng ngày không khô nổi, lâu ngày còn bị mùn răn cơ. Cái máy này thì mình nghĩ nhà ai cũng nên có nhá, vì không chỉ sấy khô mà nó còn có cả tia UV để khử khuẩn nữa. Rất tiện nha. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình tưới cây nhá, hồ lô tưới cây. Con này thì hàng của Việt Nam thì bên em còn có 3 cái nữa thôi, thì bên em thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 70k cho một con hồ lô tưới cây này nhá. Còn 3 cái nữa thanh lý nốt cho bác giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, hàng công nghệ của Nhật Bản này, của thương hiệu Suvina này. Con này bên em đang bán là 120.000. Hàng của Nhật thì sẽ là 120.000, còn hàng của Việt Nam liên doanh thì bên em thanh toán thanh lý nốt cho bác giá là 70.000 một chiếc như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thảm lau chân này. Con này thì kích thước của nó sẽ là 40. Đấy, 40 nhân với 60 gọi là thảm 46 nhá. Bên em gọi là thảm 46. Cái này thì các bác dùng để mình lau chân này rồi để gọi là cửa nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc là trước cửa nhà rất là tốt luôn. Đấy, ngoài cửa để các bác lau chân này, lau chùi này. Bên dưới của nó thì bằng cao su non nhá. Bên dưới là bằng cao su non. Đó, chống trơn trượt rất là tốt này. Bên trên thì nó là bằng cái lớp nỉ nhá, bằng cái lớp nỉ. Thì con này các bác dùng thì nó sẽ gọi là thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn và chống thấm ngược nhá. Nó chống thấm ngược cho nên là nó sẽ thấm vào đây và nó sẽ tự khô đi. Đấy, hàng thì rất là dày dẫn chắc chắn. Lên mã giúp cho em đó là thảm 46. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là thảm 46 nhá. Thảm 46. Giá sẽ là 40k nhá. 40k. 40 45 nhỉ? À 45.000 các bác nhá. 45k. Đó, 45k xin lỗi các bác. 45.000 cho cái thảm 46 như này. Các bác lên cho em là thảm 46, giá sẽ là 45.000 nhá. Con này thì khá là dày dặn chắc chắn và đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Đấy, rất chất lượng các bạn. Đấy, hàng bằng cao su non, rất ngon lành. Bên trên là nỉ nhá. Và rất nhiều màu sắc rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mic karaoke, hàng của thương hiệu Tomahawa, made in Japan con này. Đấy. Con này thì dây của nó thì sẽ dài khoảng là từ 4-5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 4-5 mét và đều là hàng made in Japan nhá. Đấy, made in Japan con này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Từ dây đến mic đều là hàng made in Japan hết nhá. Đây, Tomahawa made in Japan. Đấy, thân mic các thứ cực kỳ là dày dẫn chắc chắn đẹp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Nó chỉ có cho các bác là 230.000. Đây. Đấy, đầu mic đầu miếc này, dập đột cực kỳ kỹ càng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là đi 230.000, đã bao gồm phí ship cho các bác luôn. 230.000 cho một con mic dây Nhật thế này. Dây dài đến 4-5 mét, cuối năm rồi, chuẩn bị đến mùa karaoke. Các bác có thể mua để mình hát karaoke nghêu ngao rất là hay luôn. Giá chỉ có 230.000 cho các bác thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhé. Đấy, đây nó sẽ là một con ấm pha trà với dung tích là 1 lít. Dán lên cái này nào. Dung tích là 1 lít nhá. Đấy, ấm pha trà. Bỏ thành cái nạo 3 món với con dao ra đây luôn. Đấy, ấm pha trà nhá, dung tích là 1 lít và con này thì màu của nó là màu đen rất là đẹp luôn. Màu đen rất là đẹp các bác ơi. Đấy. Kia con dao hộp đen này. Đấy. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Dung tích của nó 1 lít, bên trong của nó là inox 316 nhá. Đấy, và đây nó sẽ có cho các bác một cái tấm lọc như này. Đấy, các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt. Các bác có thể bỏ vào đây hoặc là các bác có thể bỏ trực tiếp vào, tại vì cái này nó đã qua cái lọc này, khi nó rót nó cũng qua cái lọc này nhá. Và khi rót này các bác bóc cái lẫy này cho em này. Đó, rất tiện ích luôn. Một con ấm pha trà như này. Dung tích của nó là 1 lít, giá thì chỉ có 110.000 thôi. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nạo 3 món nhá. Ở đây nó sẽ là một con nạo 3 món như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 món. Đây, 3 món như này. Đấy, 3 món như này nhá, rất là hữu ích luôn. Một con nạo dọc này. Đấy, một con nạo dọc. À, một con nạo ngang như này. Và con này nạo dọc có 2 lớp luôn. 2 đầu, một đầu là nạo vỏ, một đầu là nạo sợi này. Và một cái con dao nhọn như này. Các bác có thể dùng để nhổ lông gà này. Đấy, hoặc là các bác dùng để mình làm lòng gà, lòng cá cũng rất là ngon. Thì cái bộ như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá, 25.000 thôi. Đấy, các bác lên cho em là bộ nạo 3 món, giá chỉ có 25.000. Bây giờ bình thường nếu các bác đi mua một cái nạo bình thường thôi, nó cũng đã phải mất vài chục nghìn rồi. Đấy, thế mà đây 3 món như này, cả nạo cả dao là đánh vẩy cá rồi kẹp cua gẹ các kiểu con đỉa điểu như này. Đấy, đánh vẩy cá rồi vệ sinh như này mà giá chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác dùng nó rất là tiện, cuối năm rồi thì các bác sắm đồ trong gian bếp nhà mình rất là ok nhá.
lên mã giúp cho em đó là nạo 3 món nhá, hàng của Nhật mà giá chỉ có 25k thôi. Nạo 3 món, giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho con nạo 3 món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao gọt của thương hiệu Wattable nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá. Con này thì siêu bén cho các bác luôn. Đó, hàng của thương hiệu Wattable đây. Đấy, Wattable, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đó, Japan con này. Đó. Con này thì siêu bén luôn, không cần dọc giấy đây, em dọc trực tiếp dây bóng cho bác xem này. Đấy, rất là bén nhá, các bác theo, siêu bén luôn. Đó. Chiều dài của nó là 20 cm. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000. Bỏ 300 ký. 70.000 cho con dao gọt như này nhá. Lên tiền là gọt 2, giá sẽ là 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con dao đây. Đó là con dao vân gỗ nhá. Con dao vân gỗ như này. Con này thì siêu bén cho các bác luôn. Đó. Dao thái vân gỗ nhá. Đấy, con này thì hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và con này cũng rất là bén luôn, đây để em sẽ dọc dây bóng cho các bác xem. Đó. Con này thì cũng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 130 cành thôi, 130.000. Đấy, dao rất là bén luôn. Dọc dây bóng được như này là các bác biết rồi. Hàng của thương hiệu Seki Japan này, hàng của Nhật nhá. Made in Japan như này. Đấy, dao thái vân gỗ rất là ngon luôn. Đấy, siêu sắc bén cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao thái vân gỗ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Dao thái vân gỗ này, lên cho em là thái vân gỗ nhá. Thái vân gỗ, giá của nó sẽ là 130k. Chiều dài của dao khoảng 30 cm và bản của dao thì khoảng 4 cm các nhá. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và thân người các bác nhá. Đó, em Phạm Huấn lại quay trở lại lợi hại hơn xưa, giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Đó. Sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Cứ bỏ lên kia cho anh kiểm tra xong đi. Bộ cưa kéo như này thì bên em bán theo combo nhá, combo là 4 món như này sẽ là 160.000 các bác này. Đấy, combo 4 món 160.000 cho các bác luôn. 160.000 cho 4 món như này. Đấy, và em sẽ giới thiệu chi tiết từng món một và cũng có bán lẻ luôn nhá. Đấy. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em cái con này, nó sẽ là kéo cành cam này, kéo cành cam. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng này đều là hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng made in Japan con này, made in Japan. Chuyên để con này chuyên để các bác cắt cây, cắt cành, tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm cực kỳ là ngon luôn, cắt rất là ngọt nhá. Kéo sắc cắt đằm kéo rất là ngon luôn nhá. Đó, đây các bác này. Con này thì các bác lên cho em là kéo cành cam, hàng thép SK5 made in Japan con này, made in Japan. Thép SK5 không gì nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một con kéo cành cam như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k. Đó. Lên cho em là kéo cành cam nhá. Kéo cành cam này, giá sẽ là 70k cho một chiếc kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái kéo tỉa này. Đấy, cũng hàng made in Japan luôn, hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan. Đấy, thì con này các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 50.000. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, nó sẽ là màu inox sáng bóng đẹp như này. Mua lẻ thì con kéo tỉa inox này sẽ là 50.000 nhá. Hàng made in Japan con này. Đấy, chữ made in Japan khắc chìm luôn các bác nhá. Đó. Giá con này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Con này thì các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, tỉa răm rất là ngon luôn các nhá. Đó, tỉa răm đây con này. Đấy, tỉa răm rất là ngon luôn. Đấy. Cắt tỉa răm thì con này rất tuyệt vời luôn. Con này thì giá nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Hàng made in Japan con này. Đấy. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50k này, 50k. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con cưa lách này. Đấy, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Đây. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con cưa lách như này. Giá của nó sẽ là, con cưa lách này là bao nhiêu nhỉ? 40.000 nhá. 40.000 cho một con cưa lách như này. Đấy, các bác lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách. Giá sẽ là 40k. Hàng của nó cực kỳ chất thép, của nó hơi bị ngon luôn các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn. Không sợ bị gãy gập nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con cưa lách như này. Lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách giá sẽ là 40k. Đó, các bác lên mã giúp cho em đó là cưa lách này. Cưa lách này.
giá sẽ là 40k nha. 40.000 cho con cưa lách như này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con cưa gấp này. Đấy, con cưa gấp. Hàng cũng của Nhật nhá, Japan này. Đó, made in Japan như này. Con này thì nó sẽ về theo lô, có lô thì dài là 25 sen, có lô là 30 sen nhá. Đấy thì hàng về lô nào em gửi lô đấy thôi. Giá con này thì sẽ là con cưa gấp này là bao nhiêu? 50.000 nhá. 50.000 cho một con cưa gấp như này. Đây. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Uốn cong thoải mái luôn các bác thấy không? Chất thép của nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Uốn cong thoải mái các bác này. Đấy. Vặn ngược vặn xuôi thoải mái nhá. Đấy, không dùng nữa các bác, gấp gọn vào cho em. Cực kỳ chất lượng luôn, tanh tách luôn coi nhá, rất là ngon. Cưa mở hình hạt bồng như này, khi các bác sử dụng thì nó rất là tuyệt vời nhá. Đấy, cưa mở hình hạt bồng như này. Đó, khi các bác dùng thì nó rất là tuyệt vời, rất là dễ cưa. Đấy, hình hạt bồng như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Con này thì các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá, cưa gấp này, lên cho em là cưa gấp. Cưa gấp giá của nó sẽ là 50k cho một con cưa gấp như này nhá. 50 cành cho một con cưa gấp như này. Đó, thì combo cho các bác bao gồm là 4 món như này nhá. Đấy, nếu các bác mua 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000, 160.000 cho 4 món như này. Đấy, giá sẽ là 160.000. Các bác lên cho em là bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Bộ cưa kéo. Bộ 4 món cưa kéo này, 4 món cưa kéo, 2 cưa và 2 kéo. Giá sẽ là 160 cành nhá. 160.000 cho bộ 4 món cưa kéo. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nha các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng đèn rất là hay. Vừa là các bác làm đèn ngủ, vừa là chức năng đuổi muỗi luôn, vừa làm đèn ngủ và chức năng đuổi muỗi luôn. Các bác chỉ cần cắm vào sau đó thì ở đây nó sẽ có công tắc và có hai chế độ, một chế độ đèn ngủ và chế độ đuổi muỗi, các bác bật lên cho em. Đó, và con này thì cảm biến nhá. Ban đêm thì đèn ngủ nó sẽ tự sáng cho nên nó rất là tiện. Và giá thì chỉ có 45.000 thôi, 45.000. Đấy, vừa làm đèn ngủ vừa là đèn đuổi muỗi luôn. Đấy, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá, đèn ngủ đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, nó sẽ phát ra cái sóng từ để đuổi muỗi đi các bác nhá. Tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Đó, rất là tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 45.000 thôi. Tiếp theo bên shop về cho bác cái cây gắp nóng nhá. Đấy, cây gắp nóng như này. Thì cái này dùng các bác để dùng để gắp đồ ăn nóng hoặc là mình lật đồ ăn chiên rán đều ok hết nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là cây gắp nóng này. Đấy, lên cho em là gắp nóng. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đấy, khá là dài và tiện ích, dài khoảng là 25 27 30 cm nhá. Đấy, các bác dùng để gắp lật đồ ăn rất là ngon luôn. Lên cho em là cây gắp nóng nhá. Đấy, cây gắp nóng. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái cây gắp nóng như này. 30k cho một cái cây gắp nóng như này nhá. Đấy, lên cho em là cây gắp nóng, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải Hàn Quốc nhá. Bàn chải Hàn Quốc như này thì bên shop về thì nó sẽ là dạng hộp như này. Đấy, hàng thương hiệu của Hàn Quốc, than tre hoạt tính luôn, giúp các bác sử dụng rất là ok. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, 20.000 4 chiếc và 10 chiếc thì giá sẽ là. Đấy, bên shop bán theo theo combo nhá, 20.000 4 cái. Đấy, 20k cho 4 cái như này con này. Đấy. Còn các bác mua là từ 10 cái thì sẽ là 40.000. 10 cái sẽ là 40.000 và mua một bịch như này 30 cái thì sẽ là 110.000. Đấy, hàng của Korea, của Hàn Quốc đây. Đấy, của Hàn Quốc nhá. Mã tem mã vạch đàng hoàng, đang bán trong cái hệ thống siêu thị là 36.000 Việt Nam đồng. Nhưng hôm nay thì bên shop nhập được số lượng và bán thanh lý cho các bác cái bàn chải Hàn Quốc này, giá cực tốt luôn. Chỉ có cho các bác là đi 20.000 cho 4 cái thôi. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo nhá, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 20k bằng 4 cái này. Đó, 40k thì sẽ là bằng 10 cái này. Đấy, và 110k thì sẽ là bằng 30 cái một hộp như này nhá. Đấy. 30 cái. Đó, rất là ok. Giá rất tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái giấy lau giày nhá. Đấy, lô trước thì nó về màu đen hết rồi. Đợt này nó lại về cho các bác cái lô màu trắng như này. Đấy, và đây nó sẽ là một cái dòng giấy ướt có sẵn xà bông và các cái
tẩy rửa bằng tự nhiên rồi nhá. Đấy, các cái tẩy rửa bằng tự nhiên rất là tốt luôn. Đấy, và có sẵn xà bông như này. Các bác về các bác chỉ cần là lau cho em là xong nhá. Đấy, lau cho em. Đấy, có sẵn xà bông như này. Về nhà ví dụ giày dép các bác đang bị bẩn này, đấy các bác chỉ cần lau này thôi. Lau đi này, sau đó thì các bác lấy rẻ các bác lau khô đi cho em là xong. Đấy, giúp tẩy rửa sáng bóng rất là đẹp luôn nhá. Đấy, đôi dép của các bác lại trở nên sáng bóng luôn. Đó, và giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 à 20.000 một bịch như này nhá. 20k một bịch như này. Đó, 20k một bịch như này. Đấy, mua từ 5 bịch thì giá 3 bịch sẽ là 50.000 đây. Đấy các bác thấy không? Đấy. Cái mực em viết mà em tẩy nó còn sạch đây này các bác này. Đấy, các bác cứ lau là nó sẽ sạch nhá. Mình cứ lau dần là nó sẽ sạch này các bác này. Đấy, tẩy sạch luôn các bác nhá. Đấy, các bác cứ lau kỹ là nó sẽ sạch luôn, rất tiện ích nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 trong bịch này thôi. Đấy, mua 3 bịch thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con khăn mặt của Hàn Quốc nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Một bịch này của nó 10 cái sẽ là 60k nhá. Còn mua lẻ thì nó sẽ là 20.000 là trên 20k là bằng 3 cái nhá. Đấy, bằng 3 cái. Đấy, 20.000 bằng 3 cái cho các bác luôn. Bịch sẽ là 60.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn xoay các bác nhá. Đấy, đèn xoay. Con này cắm trực tiếp điện 220V cho em. Đấy. Về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em nhá. Đó, đây. Nó sẽ là một con đèn xoay rất là tiện dụng luôn. Về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V vào cho em là xong. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có sẵn đèn và có sẵn dây cắm như này rồi. Đấy, và khi các bác cắm vào là nó sẽ xoay rất là đẹp luôn. Đây, em cắm cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy, rất tiện ích nhá. Cắm vào như này là xong. Đó, các bác thấy không? Đây. Nó xoay rất là đẹp luôn. Đấy, đây nó sẽ tạo hình như này các bác nhá. Tạo hình như này. Còn các bác phóng xa thì nó lại xa mà phóng gần thì nó gần. Các bác có thể chiếu lên trần nhà này hoặc là để decor trang trí rất là đẹp luôn. Ánh sáng của nó vừa phải, không bị quá là hắt hoặc là quá là chói nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi, 60k. Lên mã giúp cho em đó là đèn xoay nhá. Giá sẽ là 60.000 cho con đèn xoay như này. Đó, mẫu mới luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn xoay. Đấy, lên cho em là đèn xoay nhá. Đèn xoay giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho con đèn xoay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái tẩy xanh nhá. Con này thì chuyên để tẩy xong nồi. Đây, nó sẽ là một cái dòng tẩy như này. Đấy, về nhà thì các bác cho nước vào nồi, sau đó thì các bác đánh đi cho em, đánh đi. Đấy, cho cái này vào, sau đó thì các bác đánh đi cho em là sẽ sạch luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp tẩy xanh như này, giá sẽ là 25.000 cho một lọ tẩy xanh như này nhá. Lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25k. Đó, tẩy xanh này, giá sẽ là 25k. Con này thì chuyên để tẩy xong nồi, mâm bàn, bát đĩa rất là ok. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái tẩy xanh này luôn. Nó có được tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem tẩy xong nồi đây. Nó rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi, ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop về rất nhiều mã hàng mới. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ về cho các bác một cái mã sản phẩm mới, đó là cái thùng đồ nghề nhá. Đó, hàng thì lâu lắm rồi thì bên shop lại mới có hàng về các bác nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng luôn. Đây em test cho các bác xem này. Đấy, đây. Người em 70 cân các bác này. Đấy. Người em 70 cân nhá. Em đứng lên thoải mái luôn các bác này. Đấy. Đứng lên dẫm dẹp thoải mái luôn nhá. Đấy, người em là 70 cân nhá. 70 cân. Đấy, đứng lên thoải mái luôn các bác thấy không? Con này thì kích thước của nó là 20-20 và 42 nhá. Đấy, rất chắc chắn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rất chắc chắn luôn. Cái độ của nó rất là khít nhá. Rất là khít như này thì khi các bác sử dụng nó không bị sọc sạch nhá. Đấy, những cái phần đai ốc các thứ này của nó rất là khít kỹ càng có nhá. Và chất tôn của nó thì khá là dày luôn. Chất tôn của nó khá là dày luôn cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Và hàng của nó thì nó sẽ là hàng sơn tĩnh điện nhá. Đấy, sơn tĩnh điện chống rỉ cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng của thương hiệu Suvina các bác này, Suvina. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn.
Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng hai quai sách như này. Hai quai sách cực kỳ là tiện dụng luôn. Hai quai sách và siêu tiện dụng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em, đó là thùng đồ nghề nhá, thùng đồ nghề. Con này thì kích thước của nó sẽ là một chiều là 20 x 20, dài là 42 nhá. Đấy, chiều dài của nó là 42 này, dài là 42, còn chiều cao là 20 nhá, cao là 20 và rộng là 20 nhá, rộng 20. Giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đó, giá của nó chỉ có cho các bác là 420k nhá, 420.000 cho một con thùng đồ nghề như này. Đấy, 420.000. Dòng này của nó thì nó sẽ có cho các bác là tổng là tổng của nó sẽ có cho các bác là một ngăn này. Đấy, một ngăn to này, và nó sẽ có một ngăn to và một hai ngăn bé như này nhé, hai ngăn bé hai bên. Đấy, tổng nó sẽ có cho các bác là 5 ngăn. Chiều dài này thì sẽ là 42. Đấy, chiều rộng thì sẽ là 20 nhá, rộng 20 và cao 20. Rất là ngon lành luôn. Đấy, quai kiếp cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy. Dập đột cực kỳ kỹ càng và chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái lỗ này để cho các bác móc khóa vào đây nhá. Đây, có một cái lỗ này các bác móc cái khóa vào đây này. Đấy, móc cái khóa vào đây để mình có thể là mình khóa vào để cho nó cẩn thận các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 420.000 thôi. 420.000 cho một cái mã thùng đồ nghề như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Giá sẽ là 420k nhá. 420.000. Giá đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, lên mã giúp cho em đó là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Đó, giá thì siêu tốt cho các bác luôn. Lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng nhá. Đấy, con này thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì các bác bật lên này cho em này, và cái chức năng cảm ứng này. Đấy, gạt qua nó tắt này, gạt qua nó sáng này. Gạt qua nó tắt, gạt qua nó sáng này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, của thương hiệu Zmoney các bác này. Đó. Đây. Made in Germany nhá. Made in Germany, hàng của Đức cho các bác luôn và rất chất lượng. Quai đeo như này các bác dùng để đeo lên đầu rất là tiện ích. Có thể tùy chỉnh như này nhá, hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đấy, có cảm biến như này. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem, rất là tiện ích luôn nhá. Đó, con này thì dùng rất là ngon và tuyệt vời luôn. Đó. Dùng rất ngon, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Rất ngon luôn. Đó. Đây nha, lên cho anh em cái con đèn đeo đầu Wi-Fi con này. Con này nó sẽ có cho anh em là điều chỉnh pha như này anh em này. Đấy, điều chỉnh pha và nó rất là giỏi luôn. Pha anh em có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo này. Đấy, có thể điều chỉnh to nhỏ như này, rất là tiện này. Và con này pha của nó cũng rất là giỏi luôn. Đây em sẽ giỏi cho anh em xem này. Đấy, con này thì pha của nó khá là giỏi luôn. Đây. Giỏi cũng rất là xa anh em nhá. Giỏi rất là xa luôn. Và cũng rất là sáng. Và con này nó sẽ có cảm biến tự động cho anh em luôn. Đó, đây ban đêm này anh em này. Đó, giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến cho anh em nhá. Đó, con này giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến, anh em có thể gạt tay qua là nó tắt, gạt tay qua là nó sáng, nó rất tiện ích nhá. Đó, con này thì cũng rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn anh em đeo đầu, rất là tiện ích, kiểu ok. Của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop bật hết lên. Nay bên shop về cho bác cái con đèn xanh các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác lấy bút lông. Con này giá sẽ là 260.000 nhá. Đấy, nó sẽ có quai này các bác này. Và đây nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời và cả pin sạc luôn. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Tất cả các hàng bây giờ thì nó chỉ có cáp sạc thôi các bác nhá. Đây. Đây là cái cáp sạc của nó này, cáp sạc của nó đây. Về nhà các bác cắm vào đây cho em. Đó, con này thì nó sẽ có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng trắng, sáng vàng và nhấp nháy cảnh báo, có tấm pin năng lượng mặt trời. Con này thì kích thước của nó vào khoảng 20 x 20. Đấy, có cái chống va đập các kiểu này và các cái mắt LED như này. Và con này các bác dùng để ăn cơm, ăn nước hoặc là dùng các công việc đều rất là tiện, tiết kiệm điện và rất là tiện ích nhá. Giá sẽ là 260.000. Con này thì các bác lên theo là đèn xanh 260.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng này. Thì em lên cho anh em cái con đèn này, nó sẽ là một con siêu sáng cho anh em luôn. Anh em thấy không? Đấy, con này thì độ sáng của nó thì khỏi bàn rồi anh em này. Đó, đây anh em thấy chưa? Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ là con pin năng lượng mặt trời và nó có báo pin anh em này, có báo pin như này. Đó, con này thì cũng có chế độ là ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng này và ánh sáng trung tính này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy, con này thì ví dụ như em pha lên này, để pha lên nhà anh em này. Đó, rất là sáng luôn nhá. Đó. Thì anh em có thể sử dụng để mình
chiến công trình, ăn cơm, ăn nước hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ có cho anh em là ánh sáng trắng này. Đấy, ánh sáng trắng này. Đó, ánh sáng trắng là sáng nhất luôn. Sáng trắng sẽ là sáng nhất như này. Đó, tiếp theo là ánh sáng vàng này. Tiếp theo là ánh sáng trung tính này. Và có cho anh em là đèn xanh đỏ cảnh báo nhấp nháy này. Rất là tiện ích luôn anh em nhé. Đó, và rất sáng luôn. Đây anh em thấy không? Đây. Đấy, đèn này. Dọn đâu là sáng đấy luôn nhá. Kháng sáng cả một vùng trời luôn anh em thấy không? Rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn anh em nhé. Đây. Đấy, sáng trưng luôn. Anh em có thể treo lên như này. Treo lên như này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok nhá. Đó, treo này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok này. Rất sáng luôn nhá. Đấy, dọi rõ ngoài vườn luôn anh em này. Bắt sâu bắt xiếc này. Đó, rất tiện ích luôn. Đấy, rất ok nhá. Đó. Lên cho bác cái con đèn F1 nhá. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em, đó là đèn năng lượng F1. Đấy, con này nó cũng sử dụng năng lượng mặt trời. Đó, có ốc điều khiển nhiếc đầy đủ cho các bác luôn. Và con này cũng rất là sáng này. Đấy, nó có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Và có cảm biến nhá. Tất cả những cái dòng đèn năng lượng này đều có cảm biến hết. Tức là ban đêm khi mà có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Dây cũng dài từ 2 đến 3 mét. Và các bác có thể để ở các cái vị trí nào tùy chỉnh cho nó phù hợp các bác nhá. Đó, ở đây. Các bác khám cái phần chân kết nối năng lượng ở đây cho em này. Đây, cắm đây cho em. Đó. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Đấy, đây. Nó sẽ có 3 chế độ sáng như này. Và ban ngày thì cái này nó sẽ là nó có cảm biến nhá. Đấy, khi mà che đi thì nó sẽ sáng các bác nhá. Đó, ban đêm là nó sẽ sáng. Đấy, nó rất tiện ích như vậy. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1, đèn năng lượng F1. Lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Con này sẽ là 130.000. Con này thì các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 130.000. Em sẽ test thực tế cho các bác xem luôn. Thì em lên cho anh em cái con đèn đấy em thấy không? Đây. Con này thì bên em ký hiệu nó là đèn F1 anh em nhá. Rất sáng luôn này. Đấy anh em thấy không? Đây. Đấy, pha của nó khá là rọi và sáng luôn anh em thấy không? Đây. Em rọi này, rất sáng luôn nhá. Ban đêm mà rất là sáng luôn. Đó, thì nó sẽ có cho anh em là chế độ sáng 1 này, sáng 2 này và sáng 3 này. Đấy, đây. Sáng mạnh này. Đấy, chế độ này là sáng mạnh nhất này. Rất sáng anh em nhá, sáng mạnh nhất này, sáng vừa này và sáng 3 này. Đấy anh em thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đây. Đấy, chế độ này của nó là sáng nhất ở đây anh em nhá. Khá là sáng luôn, rất tuyệt vời để cho anh em sử dụng này. Đó, đây. Sáng chói luôn anh em nhìn vào ban đêm là rất là sáng này. Đấy, chế độ sáng 2, chế độ sáng 3 này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là sáng 1 này. Đó, đây, anh em thấy không? Đây. Rọi này. Rọi đâu là sáng đấy anh em nhá. Đi đâu là sáng đấy luôn, đi đâu sáng đấy luôn, rất là tiện ích nhá. Đó, rất tiện ích luôn này. Sáng trưng luôn anh em thấy không? Đó, rất ok. Rồi ok anh em. Lên cho bác đó là cái con đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, có thể tùy chỉnh nha. Có thể tùy chỉnh xoay các hướng như này, rất là tiện ích nha. Và con này cũng rất là sáng luôn. Đấy, rất là sáng luôn. Và nó cũng có 3 chế độ sáng nhá. Sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Qua lên thì là đèn năng lượng 3 cánh 180.000. Đây là cái tấm pin năng lượng của nó này. Dây rất là dài luôn. Và các bác cắm pin vào đây. Cắm pin vào con đèn này cho em. Đó, pin năng lượng 3 cánh như này. Và có kèm với các bác là ốc yếc, rồi là điều khiển yếc đầy đủ cho bác luôn. Combo ốc điều khiển pin đèn như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 180.000. Đây, rồi em sẽ test sản phẩm thực tế cho các bác xem luôn nhé. Đấy, lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh. Đây, dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét. Và về nhà các bác cắm vào cho em. Sau đó thì mình đấu nối rồi mình điều chỉnh để ở cái vị trí nào cho nó phù hợp. Đây, em sẽ test trực tiếp cho bác xem luôn. Đây nha, hôm nay thì em sẽ test cho anh em xem cái con đèn này anh em nhá. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là cái con đèn đây. Đấy, con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh anh em này. Đấy, đấy anh em thấy không? Đi đâu là sáng ở đấy luôn anh em nhá. Đấy. Trời đang tối nhưng mà mình đi đâu là sáng trưng đấy anh em này. Đó, anh em thấy không? Đấy. Rất sáng luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho anh em rồi. Và con này của nó là dòng siêu sáng luôn. Anh em nhìn trực tiếp là sáng chói mắt luôn anh em nhá. Đây. Đấy, anh em thấy không? Đây. Rất sáng luôn anh em nhá. Đó, rất sáng luôn anh em thấy không? Đó, đây con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh này anh em này. Đó, con này thì nó sẽ có cho anh em là 3 chế độ sáng nhá. Đấy, 3 chế độ sáng cho anh em này. Đây, nó sẽ có cho anh em là sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, và sáng yếu nhá. Đấy, sáng mạnh này. Rất sáng luôn anh em thấy không? Đây, sáng trưng luôn này. Sáng vừa này, sáng yếu này. Đó, sáng mạnh này anh em này. Đấy, đây. Chế độ sáng nhất của nó là sáng mạnh như này anh em nhá. Rồi, ok. Tiếp theo thì... để xuống đi, để xuống đi, không rơi vỡ, để xuống.
Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm đa năng các bác nhé. Đấy, các bác lên cho em là kìm đỏ đa năng này. Đấy, nó sẽ là màu xanh đỏ như này thì em gọi là kìm đỏ đa năng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng các số hotline của bên em. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ đa năng nhé. Đây nó sẽ làm con kìm hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, Japan các bác này. Đó, hàng của Nhật thép CRV không gỉ này. Ở đây thì nó sẽ có kèm cho các bác là bấm cốt này, tuốt dây này, cắt này, vặn ốc này, rồi xoắn dây này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy, và con này ưu điểm của nó là nó có cái lò xo đẩy như này thì khi các bác dùng nó rất là tiện nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này thôi, 100k cho một con kìm đỏ như này. Con này thì rất là tiện ích luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá. Đấy, kìm đỏ này. Kìm đỏ giá sẽ là 100k. 100k trong chiếc kìm đỏ như này các bác nhá, 100.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá. Hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan nhá. Đây. Hàng nội địa của Nhật made in Japan luôn. Đây các bác quan sát này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật thì con này sẽ bao gồm cho các bác là một đầu kéo và một đầu cưa. Về nhà thì các bác lắp cả kéo cả cưa vào cho em là mình sử dụng thôi. Đây lắp ráp thì như trên hình như này các bác này. Lắp ráp như trên hình như này cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên cho em là kéo cành trên cao nhé. Kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao. Kéo. Kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao. Giá sẽ là 130k. Đây em sẽ có cái video hướng dẫn cho các bác xem luôn cách lắp đặt và sử dụng luôn nhé. Giá chỉ có 130.000 thôi, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là lắp cho em cái cán vào thôi. Sau đó thì mình cắt này. Nó rất là tiện luôn nhá. Đó. Lắp cán, lắp cưa vào là mình cắt thôi, rất là tiện luôn. Đấy, về nhà thì các bác tự lắp cán, lắp cưa vào. Cán thì mình có thể dùng bằng gỗ, bằng sắt, bằng thép tùy theo. Đấy, mình có cán nào mình dùng cán đấy, lắp vào cho em sau đó thì mình đưa vào là mình cắt thôi. Cành nào vừa phần cắt thì phần cắt, mà cành nào không cắt được thì các bác chuyển sang cưa nhá. Nó rất là tiện ích luôn. Đó. Rất tiện ích luôn. Đó. Lắp đặt cũng rất là đơn giản thôi, giá chỉ có 130.000 thôi nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo các bác nhá. Các bác lên cho em là băng dính hai mặt nhá. Đấy nó sẽ là cái băng dính hai mặt như này. Đấy, băng dính trong hai mặt như này rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái phần nào mà mình cần phải dính lên tường này hoặc lên tủ, lên bàn, lên ghế đều được hết. Đấy thì các bác lên cho em là cái gì, cái này là cái gì nhỉ? Băng keo trong à? Lên cho em là keo trong hai mặt nhá. Đấy, băng keo trong hai mặt. Băng keo trong hai mặt nhá. Băng keo trong hai mặt giá sẽ là 25k. 25k cho một cái cuộn băng keo trong hai mặt như này. Về nhà thì các bác chỉ cần bóc ra, bản của nó thì vào khoảng là 2,5 và chiều dài thì vào khoảng là 5m, các bác dùng thoải mái luôn. Một cuộn này các bác dùng còn lâu mới hết các bác nhá, và rất là tiện ích luôn. Thì các bác có thể dùng để dán ổ điện này và dán rất là nhiều chi tiết được. Băng keo trong hai mặt. Đây các bác nhá, mình có thể là dán ổ điện này rồi dán mọi thứ đều được. Đây các bác này. Đấy các bác theo, đây. Dán ổ điện, dán thảm này, rồi dán khung tranh này. Đấy, dùng các bác cho vào đâu cũng được, nó rất là tiện ích. Đấy, rất chắc chắn luôn. Thấy chưa? Nó rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một cuộn băng keo trong này thôi. Bóc ra thì nó không có vết nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là băng keo trong hai mặt, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dao Nhật này. Thì nó sẽ có cho các bác là các cái mẫu như sau. Đầu tiên là nó sẽ là bộ ba dao cán gỗ nhá. Thì bên shop bán nó sẽ như sau. Đấy. Đầu tiên là một con dao chặt này, hàng của thương hiệu Seki Japan này. Đó, Seki Japan này. Đấy, giá thì con dao chặt này sẽ là 180.000. 180.000 cho một con dao chặt thế này. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt gỗ giá sẽ là 180.000 nhá. Hàng cực kỳ sắc bén này, chặt khá là dày luôn, dày khoảng là 2 ly nhá. 2 ly. Các bác có thể dùng để chặt xương trâu, xương bò này. Đấy, xương trâu, xương bò rồi chặt gà, chặt cá này. À con này vào khoảng là 5 ly các bác nhá. 5 ly rất là dày luôn. Đó, rất là dày các bác này. Đấy, rất là dày luôn. Cực kỳ là dày, chặt thì cực kỳ làm tay luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Dao chặt gỗ 180.000 này. Tiếp theo thì sẽ là một con dao gọt gỗ này. Con dao gọt này thì sẽ là 40k nhá. 40k cho một con dao gọt thế này nhá.
40.000 một con dao gọt như này. Tiếp theo là đến một con dao Thái này, Thái của thương hiệu Asaka này. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Con này thì lên cho em là Thái gỗ nhá, Thái gỗ giá sẽ là 80.000. Còn con này là gọt gỗ 40.000. Đấy, nếu các bác mua combo thì bên em bán là 3 con như này thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ giá chỉ có 260.000 thôi. Bao ship đến tận nhà cho bác luôn. 260.000 cho một cái bộ 3 con dao cán gỗ như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 260.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao của thương hiệu Wattbull nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng cao cấp hơn một chút. Cầm cho anh cái con G2 này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng siêu bén rồi của thương hiệu Wattbull, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này. Đó, và nó sẽ có cho các bác là một con dao, nó có một con mũi nhọn và một con mũi vuông nhá. Đấy, thì bên em gọi nó sẽ là dao mũi nhọn và dao mũi vuông. Con này thì nó sẽ là dòng mũi vuông này. Đấy, cái mũi nó vuông như này thì em gọi nó là mũi vuông. Hàng này thì khỏi phải bàn về độ bén rồi. 180.000 cho một con như này. Khỏi test giấy luôn. Cắt giấy bóng như này là các bác biết rồi nhá. Đấy, dao mà dọc được giấy bóng như này là không phải dao nào cũng dọc được đâu nhá. Đấy, rất là bén luôn. Còn dọc giấy thì quá là bình thường rồi. Con này thì các bác lên cho em là dao dao vuông nhá. Con này là dao vuông. Giá sẽ là 180.000. Còn đây em sẽ có thêm một con này nhọn nữa này, con nhọn nữa. Chiều dài của dao thì nó đều là vào khoảng là 30cm nhé. Nó đều là vào khoảng 30cm. Thì rất là tiện để các bác dùng để thái. Rất là thái, thái thì rất là vừa tay luôn. Và thép của nó là thép không dỉ nhá, thép không dỉ. Đây, con này thì mũi nó nhọn như này. Cho nên là bên em sẽ lên là dao mũi nhọn này, 175.000. 175.000 con này các bác nhá. Đấy. Hàng này thì về độ bén thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đó. Rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất bén luôn. Dọc giấy các bác này. Đó. Dùng cẩn thận đứt tay cho em nhá. Đó. Thương hiệu Wattbull này, Japan này, thép không dỉ này. Đấy, Chromava này 18 này. Thép này là thép argon luôn. Thì con này nó sẽ là dao mũi nhọn nhá. Con dao mũi nhọn này sẽ là 175.000. Đấy, con này thì các bác lên cho em là dao mũi nhọn này. Đấy. Dao mũi nhọn sẽ là 175.000. Dao mũi nhọn này. Dao mũi nhọn 175k. 175k nhá. Đó. Còn con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Dao vuông giá sẽ là 180.000. Dao vuông 180.000 nhá. Dao vuông nhá. Đấy. Dao vuông này. Đấy, 180k. Mua hai con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác giá là 350.000 và bao ship nhá. 350.000 và bao ship cho hai con như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Bộ này bao gồm cho các bác là khoảng là 46 chi tiết. Đấy, V46 như này. Bao gồm cho các bác khoảng 46 chi tiết tất cả này. Đấy. To nhỏ lớn bé, lục giác ba khe, tròn múi khế đầy đủ cho các bác luôn. Đó, bao gồm cho các bác là 46 chi tiết thì sẽ có cho các bác là vào khoảng là 20 đầu khẩu này. 20 đầu vít này. Đấy, nó sẽ khoảng 20 đầu vít như này. Rồi khẩu từ 4 đến 14 này. Đấy, các đầu khẩu từ 4 đến 14 cho em. Đầy đủ cho bác luôn. Đó. Và một tay công, một tay nối dài và các cái đầu vít chi tiết như này. Đấy. Đây nó sẽ là một tay công như này nhá, một tay công nha. Thì các bác có thể lắp trực tiếp vào trong cái khẩu này các bác sử dụng này. Con này có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Hoặc các bác có thể lắp cái những cái đầu vít này vào này. Đấy. Lắp những cái đầu vít này vào cho em. Đấy, lắp những cái đầu vít này vào mình sử dụng này. Đấy, sử dụng để bắt vít này, rất là tiện luôn nhá. Hàng có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá. Ngoài ra thì các bác không dùng cái con tay công này thì các bác có thể dùng trực tiếp cái con này cho em này. Đấy, lắp con này vào cho em. Đó, để mình sử dụng mình xoáy vít này. Xoáy vít hoặc xoáy công cũng đều rất là được luôn. Đó. Giá thì một cái bộ V46 chi tiết như này giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000 cho một cái bộ như này nhá. Giá quá hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là V46 nhá. Có cả cái tay lắt léo như này này, tay lắt léo này. Rồi có các cái tay công như này luôn. Nói chung là con này thì giá rất hợp lý cho bác rồi. Chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là V46 nhá. Đầy đủ đựng trong cái hộp mà nhựa như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Giá quá hạt rẻ luôn. V46 giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho bộ V46 như này. Giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đựng giáp nhá. Đấy, các bác lên cho em là túi đựng giáp này. Đấy, một bịch này của nó thì sẽ là 100 chiếc nhá. Bịch này của nó là 100 chiếc và kích thước của nó thì sẽ là 45. Đấy, 45 nhân với lại 45 nhân 50. Đấy. 45 nhân 50 và một bịch là 100 chiếc. Đấy, về nhà thì các bác nó có dập sẵn cái đường như này rồi. Dập sẵn cái đường này này. Đấy, nó sẽ dập sẵn như này cho các bác này. Các bác chỉ cần là xé cho em theo cái đường dập như này. Đó, sau đó thì mình về mình mở ra là mình bỏ rác vào đây cho em này. Đấy. Mở ra mình bỏ rác vào đây cho em thôi. Bỏ rác vào đây.
Sau đó khi mình đi đổ thì mình chỉ cần là cầm tay rút cái quai này cho em này. Đấy. Rút hai cái quai này là nó sẽ đổ được các bạn này. Đấy, ở đây nó sẽ có quai rút như này. Rất tiện ích luôn nhá. Đấy, con này thì chịu nhiệt rất là tốt luôn, giấy thì siêu mỏng nhưng lại rất là dai. Mỏng dai, chịu nhiệt tốt. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho một quận như này thôi. 50k cho một cái quận túi rác như này. Đấy, lên cho em là túi rác giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy, lên cho em là túi rác này. Túi rác giá sẽ là 50k nhá. Và một bịch này của nó là 100 chiếc luôn. Thoải mái cho các bác sử dụng đây. Một bịch của nó hẳn 100 cái như này. Tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Đấy, con này các bác đổ cả nước nóng và cũng rất là ok. Giá rất hợp lý cho các bác, chỉ có cho các bác là đi 50.000 cho một bịch 100 cái, tính ra vào chỉ có 500 con một chiếc này thôi. Đấy, 100 cái này rằng ngày dùng một cái là 3 tháng mới hết một bịch nhá. Thì tính ra là 50.000 mà trong vòng 3 tháng quá rẻ luôn các bác nhá. Chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng thì em lại lên video tranh thủ gửi tới các bác. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mũ này, thì em lên cái mã của nó sẽ là mũ ông già nhá. Đấy, thì cái này nó gọi tên là như thế thôi chứ còn là ông già rồi người trung tuổi cũng đều đội được hết. Đấy, và rất là ngon lành các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khuy như này, thì các bác có thể là mình đeo thì mình có thể mình thắt lên như này nhá, thắt lên như này. Đó, mình có thể thắt lên như này hoặc là các bác thả xuống cũng được, thả xuống cũng được để mình đội, nó rất là hợp lý cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ một mũ thì nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cái miếng khẩu trang như này các bác này, một cái miếng khẩu trang như này. Thì để nhà các bác về nhà khi các bác đeo thì nó sẽ có thêm cho các bác cái khẩu trang này nữa để các bác thắt vào đây cho em. Đây, thắt vào đây cho em này. Đấy, các bác thắt vào đây cho em. Thì nó sẽ là một cái khẩu trang để giúp cho các bác che mặt đằng trước nhá. Đấy. Mùa đông thì các bác đội này thì nó sẽ là vừa là che tai, vừa là che mồm, che mũi cho bác luôn, che mồm, che mũi luôn, rất là ngon này các bác này. Đó, thì nó sẽ có thêm một cái khẩu trang như này nữa. Thì các bác muốn đeo cả cái khẩu trang này thì đeo, mà không đeo thì thôi. Đấy, tùy theo. Và sản phẩm thì nó sẽ đi kèm như vậy rồi. Đây em sẽ đội thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là mũ ông già nhá. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một con mũ. Đấy, em sẽ đội cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đây nhá. Đó. Đấy, bình thường thì các bác đeo vào nó sẽ có cả khẩu trang như này nữa thì siêu ấm luôn nhá, siêu ấm luôn. Và cái quai này thì các bác thắt vào đây cho em này. Đó là nó sẽ kín mít luôn nhá, kín mít luôn. Rất ấm các bác này. Đấy. Độ như này thì miền Bắc mà mùa đông lạnh thì các bác đội vào cho em thì thôi chấm hết luôn. Đấy, chấm hết luôn, quá đẹp luôn các bác này. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể bỏ cái khẩu trang này ra này. Bỏ khẩu trang này ra sau đó thì mình thắt lên như này. Thắt lên như này thì mình đội như một cái mũ phớt bình thường nhá. Hoặc các bác có thể thả này xuống này. Mùa đông các bác đội siêu ấm luôn nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhung này. Đấy. Nó sẽ là dạng nhung lông như này. Thì các bác đội vào thì nó rất là êm và ấm luôn. Đấy, nó sẽ là nhung lông như này nhá. Đấy, bên trong này của nó cũng là trần nhung hết này. Rất êm và ấm luôn. Và cái giá thì siêu hạt rẻ cho bác luôn, chỉ có 95.000 cho một cái mũ ông già như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, một mũ và kèm theo một khẩu trang. Bình thường thì các bác có thể đội bình thường như này. Đấy, các bác gấp hết lên thì mình sẽ đội như một cái mũ bình thường thôi. Đội như một cái mũ phớt bình thường. Giời lạnh hoặc các bác đi ra ngoài thì mình sẽ thả cái phần quai này xuống. Rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già giá sẽ là 95k. Đó. Lên cho em đó là mũ ông già này. Đó. Mũ ông già. Giá sẽ là 95k nhá. 95k trong chiếc mũ ông già như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn một cái mẫu đèn pin mới này, bên shop mới về nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em cái đèn này, nó sẽ là đèn phễu này. Đấy, nó to và nó chỉ có một cái như cái đèn như cái phễu như này. Đấy, như một cái phễu như này thì các bác lên cho em là đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu này. Đấy, con này thì cũng dùng để đeo đầu và nó có 3 chế độ sáng này, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu các bác nhá. Đó. Và con này thì sẽ có dây sạc cho các bác đây, dây sạc đây, và các bác có thể ngoắt nghéo như này rất là tiện luôn này. Đấy. Và đây nó sẽ có chế độ như này các bác này, có báo pin luôn, có báo pin các bác nhá. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, có báo pin cho các bác luôn nhá. Rất là ngon lành, có quai đeo như này, có quai đeo như này các bác đeo vào cho em. Đó. Con này thì pha của nó cũng khá là giỏi luôn nhá. Pha của nó khá là giỏi luôn. Đó, và rất tiện ích. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con đèn phễu như này. Các bác lên cho em đèn phễu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là giá siêu tốt cho bác luôn, 95.000 thôi. 95.000 cho một con đèn phễu như này nhá. Đấy, con này thì các bác lên tên cho em là đèn phễu. Giá của nó sẽ là 95k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đó. Đèn phễu này.
giá của nó sẽ là 95k. Đấy, con này dùng để các bác đeo đầu rất là ok luôn đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nến đỏ nhá. Nến đỏ các bác chỉ cần là bật cái công tắc này là nó sẽ lên thôi đó, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá, lên cho em là nến đỏ, giá sẽ là 40.000 cho một cây nến như này, 40-45 40.000 cho một cây nến như này các bác nhá. Đấy, nó là một cái dạng là bằng chạy bằng pin và nó có cái độ nhấp nháy như này, nó như một cây nến thật luôn nhá, như một cây nến thật luôn. Giá thì sẽ là 45k cho một cây nến đỏ như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là nến đỏ nhá, giá của nó sẽ là 45.000 cho một cây nến đỏ như này đó. Thì con này rất là tiện ích luôn đó, 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Hàng thì rất đẹp các bác này, về nhà các bác có thể là đề co trang trí này, hoặc là các bác dùng để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đấy, và nó sử dụng cái pin cúc áo nhá, rất là dễ mua thôi. Cái pin này các bác ra hiệu sách hết, các bác ra hiệu sách mua cho em 5.000 ba viên đó, rất là tiện ích để về mình thay tháo. Lên cho em là đèn đỏ nhá, à nến đỏ nhá, lên cho em là nến đỏ này, nến đỏ giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k cho một cây nến đỏ như này, giá chỉ có 45.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ hút nước rửa bát nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu vòi hút như này, một đầu vòi hút như này đó, kèm thêm ống dẫn rồi dây dạ đầy đủ cho các bác luôn, có cả nắp xoáy vào các cái đầu can luôn nhá. Đấy, giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này nhá, 70k. Lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát giá sẽ là 70.000 thôi, giá cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn đó. Lên mã giúp cho em đó là hút rửa bát nhá, hút rửa bát này, hút rửa bát giá sẽ là 70k cho một bộ như này, hàng bằng inox cực kỳ chất lượng xịn sò luôn các bác này. Bát này có tác dụng gì đúng không? Nhưng mà sau một hồi vào vạch thì mình phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này, hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy, đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ được ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra cái vòi này cũng làm từ thép không tỉ nên các bạn không cần phải lo bị rỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhá. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Mình để sẵn rất là tiện luôn. Các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò từ cái lỗ vô dụng trên một rửa này nhé. Đầu tiên các bạn tìm cho mình một cái đầu vòi bơm của một lọ ấn kiểu như thế này, về gắn nó vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa, tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở thủ bên dưới, vậy là xong. Như thế này, lấy nước rửa bát đã đủ xịn sò chưa? Tên nó là cái gì đây? Bình thường, tên các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò. Rất tiện luôn, lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát thế này. 70.000 cho cái hút rửa bát thế này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Cái này thì các bác có thể là cọ bàn ghế này, cầu thang này, rồi nói chung là các cái vị trí mà sản phẩm bằng gỗ hoặc là các cái nền nhà khe khẽ đều cọ được hết nhá. Thì em lên cho các bác là chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế. Thì đây, ví dụ như cái phần bàn ghế này, rồi ban thờ này, rồi nói chung là ở đâu cũng được, nó làm một cái dòng chổi như này. Thì em lên tên là chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác về các bác kỳ cọ bàn ghế rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. Đó, chổi cọ bàn ghế này. Chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế giá sẽ là 35k. 35k một chiếc nhá. 35.000 cho một chiếc như này thôi. Đấy, phần lông của nó thì chiều dài khoảng là gần 20cm và cái chiều rộng này khoảng 5cm. Rất là nhiều lông bằng cước như này. Thì khi các bác kỳ cọ nó rất là sạch luôn nhá. Đấy, các bác đánh cọ bàn ghế rồi trên các cái khu vực như là rất là nhiều nơi. Các bác vệ sinh như cho em, rất là tiện. Đấy, chỗ nào cần thì các bác cọ cho em nhá. Đấy, thì em lên tên nó là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k một chiếc nhá. 35 cành cho một chiếc như này. Hàng cực kỳ cao cấp luôn, nội địa của Nhật các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là kia đệm ghế nhá. Chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì gần 30 nhá. Đấy, các bác chuyên để dùng thì mình để các cái phần ghế này, các bác ngồi mình ngồi cho nó êm đấy. Đấy thì con này nó sẽ là dạng dệt 5D theo kiểu than tổ ong như này. Thì khi các bác ngồi này, ngồi xuống thì nó rất là mềm nhá. Các bác có thể để cả quả trứng ngồi lên cũng không vỡ đâu. Đó, rất là tiện ích luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 80.000 à? 80.000 cho một cái đệm ghế như này.
rất tiện ích luôn. Đấy, và đây nó sẽ là một cái dạng vải thoáng khí nhá. Khi các bác ngồi vào thì nó rất là êm và thoáng khí này. Bên dưới thì có một lớp cao su non này, và bên trên thì nó sẽ là một cái dòng vải dệt thoáng khí. Các bác ngồi thì nó rất là êm ái và thoáng khí cho các bác, rất là tiện ích luôn. Và con này thì giá thì chỉ có 80k thôi, rất là tiện dụng thôi nhá, rất tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đệm ghế giá sẽ là 80.000 đó. Đệm ghế giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. Đấy, em sẽ có video thực tế luôn. Đấy, rất là mềm luôn nhá, cho cả trứng ngồi lên không việc gì nhá. Đấy các bác theo, rất là ok luôn đó. Rất tiện ích luôn đó, thì các bác có thể dùng để mình đây là cái nệm 3D thoáng khí. Chất liệu của nó được làm từ silicon với thiết kế hai lớp dạng tổ ong. Mình ngồi không có bị nóng hay là bí vùng mông. Độ đàn hồi của nó thì không chê vào đâu được. Ngồi từ ngày này qua tháng nọ cũng không bị biến dạng đâu nha. Bây giờ mang ra thử với trứng gà xem nào. Người ta thử một trái nhưng mà kiên quyết ba trái luôn. Cũng sợ nó bể lắm, nhưng không sao, trứng vẫn còn nguyên vẹn nha. Cùng cha khác ông nội với cái nệm 3D thoáng khí này là một cái nệm 3D thoáng khí đời đầu. Mẫu cũ này thì có một lớp thôi. So sánh thử thì Kiên thấy mẫu mới này nó đàn hồi tốt hơn và có độ dày đều hơn. Tóm lại thì Kiên thấy cái nệm 3D này dùng khá là ổn, êm ái cặp mông. Đấy, rất là ngon lành nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Được. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác bom hàng nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đây thì nó sẽ là bao gồm là một cái đầu như này và một tay công, và có cho các bác là ba cái lưỡi, các bác lắp cái đầu lưỡi vào đây xem. Đấy, thì khi mà các bác dùng là nó sẽ xoay như này thì nó sẽ giúp cho các bác là đẩy cái lưỡi cưa lên xuống để mình giúp mình cưa sắt, cưa thép, cưa gỗ đều được hết. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này thôi. Đấy. Các bác có thể lắp vào máy khoan pin, máy khoan tay nhá, để các bác cắt như này rất là tiện này. Đấy. Con này thì nó thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Đấy, các bác có thể cắt gỗ này, hoặc là cắt sắt hoặc cắt ống nước đều được. Nhưng mà con này thì thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Nhà các bác có máy khoan, máy cưa các bác đưa vào cho em. Đấy, sử dụng rất là đơn giản, gọn nhẹ và rất là tiện ích này. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa này, giá sẽ là 80.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn. Các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá, đèn 4 cánh mini. Con này thì nó sẽ là dòng mini thôi. Và cái công suất của nó thì con này thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá. Con này thì nó rất là nhỏ thôi. Đấy, và nó sử dụng là mở ra như này. Và nó bằng dạng là LED nhá, LED các bác. Đấy, nó là dạng LED. Thì đây, em sẽ bật thử cho các bác xem. Con này thì giá cũng khá là hợp lý thôi. Giá chỉ có vài chục nghìn thôi. Công suất của nó sẽ là 28W đấy nhá. 28W, khá là sáng luôn đấy các bạn. Đấy, các bác thấy không? Đây, rất sáng luôn. 28W nhưng mà rất là nhỏ gọn. Rất là nhỏ gọn các bác này. Bật lên thì cũng là sáng chói chang luôn. Các bác thấy không? Chưa? Đó, rất sáng nhá. Đây. Đấy, các bác thấy không? Rất sáng này. Đấy, và nó sẽ có 4 cánh như này. Công suất của nó là 28W, rất là chắc chắn các bạn, rất chắc chắn luôn. Và con này thì nó là dòng siêu sáng đấy. Nhỏ nhưng mà lại có võ. 28W các bác nhá. Đấy, 1 2 3 4 cánh và một cái bên trong như này. Sáng trắng luôn đấy các bạn. Đấy, các bác dùng thì nó rất là tiện. Mình dùng để sử dụng các cái công việc, ví dụ như là các bác có thể dùng để mình để bàn đọc sách này, hoặc là dùng để ăn cơm ăn nước, hoặc nói chung là các cái khu vực nào các bác cần cái độ sáng tương đối. Đấy, không sáng quá và cũng không quá yếu thì dùng con này cho em. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, em để lại tí nữa cho các bác xem nhá. Đó. Khá là sáng đấy các bạn. Đấy. Nó mini thôi. Cái đường cánh của nó khi mà mở ra thì nó vào khoảng là 20 cm nhá. Đấy, khi mà mở ra thì nó vào 20 cm như này. Đó, rất là sáng luôn. Hàng thì dày dẫn chắc chắn nhá. Công suất mặc định của nó là 28W. 28W các bác nhá. Đó, 28W sử dụng điện 220V. Đấy. Rất nhỏ gọn như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá. Đấy, đèn 4 cánh mini. Đấy, lên cho em là bóng 4 cánh nhá, bóng 4 cánh. Bóng 4 cánh mini này. 4 cánh mini nó rất là nhỏ nhá. Rất là nhỏ, khi mở ra thì nó vào khoảng là 20 cm thôi, còn khi để nhỏ nó trong lòng bàn tay như này thôi. 4 cánh mini nhá. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái con bóng 4 cánh mini như này. Đấy. Đèn 4 cánh mini như này các bác nhá. Rất là nhỏ này. Khi mở ra thì nó vào khoảng là 20 cm nhá. Con này thì rất tiện ích luôn và khá là sáng nhá. Đấy. Lên cho em là bóng đèn 4 cánh mini giá sẽ là 40.000.
40.000 một chiếc như này, rất nhỏ gọn thôi. Các bác dùng nó rất là tiện, thay cho những cái quả bóng bình thường ở nhà nhà mình thôi, chứ không có cái gì là cầu kỳ cả. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k nhá. 40k một chiếc, tên cho em là bóng đèn 4 cánh mini. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia vòi tưới cây tăng áp nhá, vòi đồng tưới cây tăng áp. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi như này. Đấy, có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước và có cho các bác là ba cái cút nối như này. Vòi tưới cây tăng áp, giá sẽ là lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50.000, 50k cho một con vòi đồng tăng áp như này, một đầu vòi ba cút nối như này, rất tiện ích luôn. Để các bác có thể mình sử dụng nó rất là tiện ích. Đấy, các bác có thể điều chỉnh nhá, để mình rửa này, xịt rửa này, tưới cây này, rửa xe này, rất là tiện luôn nhá. Đó. Tưới cây, rửa xe đều rất là tiện và có đầu vòi như này, các bác có thể điều chỉnh này, đóng ngắt trực tiếp được luôn, chỉ cần lắp vào là xong. Đó, bình thường thì như cái này của họ bán là nó không có đầu cút nối nhá. Đấy, còn bên em bán là có cút nối cho các bác luôn. Có thể điều chỉnh giúp tăng giảm áp lực nước rất là tốt. Bên cho em là đầu vòi vòi đồng tăng áp, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bạt phủ xe nhá. Đây nó sẽ làm cái bạt như này. Đấy, chiều dài của nó là 1m và chiều dài là 2m, chiều rộng cũng là 2m và các bác có thể chùm lên cho một cái xe máy rất là tiện luôn. Phủ xe máy, xe đạp đều ok hết nhá. Bên cho em là bạt phủ xe này. Bạt phủ xe, giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000, chất liệu của nó là vải bạt nhá. Vải bạt cho nên là dùng rất là bền. Các bác này, đấy, khi các bác dở ra chùm lên cho em. Đó, nó sẽ chùm kín được cho các bác luôn, nó rất là tiện ích nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, khi nó chùm lên nó sẽ chùm hết lên như này các bác này. Rất tiện ích luôn đây. Đấy, đây nhá. Một con xe như này. Các bác dở ra cho em là mình chùm lên này. Rất đẹp, rất tiện ích luôn. Mưa gió rồi nói chung là nắng này, mưa nắng đều phủ được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Xe tay ga, xe to, xe nhỏ đều vừa hết nhá. Đấy, trời mưa trời nắng các bác chỉ cần phủ lên cho em như này thôi. Khi mình ngồi thì nó sẽ không bị nóng này và khi mình sử dụng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, che mưa che nắng cực tốt luôn. Lên cho em là bạt phủ xe, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một phao này, một phao như này. Đấy, một phao kèm cho các bác là một cái đầu vòi để điều chỉnh đầu nước ra này và có cho các bác là một cuộn băng keo luôn. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái bộ phao nước như này. Đấy. 60.000 cho bộ phao nước như này, nó sẽ là dòng phao cơ. Đấy, ngắt tự động khi mà nước tràn lên ngập phao 1cm thì nó sẽ ngắt nhá. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá. Đang bán 70.000, giá đợt này về cho bác 60.000 một cái phao nước như này. Rất tiện ích luôn. Đây các bác này, đó. Các bác chỉ cần là thả vào như này thôi. Nước nó lên là nó sẽ tự ngập lên một phân là nó sẽ tự ngắt nhá. Đấy, coi theo. Ngắt luôn. Bỏ ra nó chảy này. Rất là tiện ích luôn. Không phải dùng những cái phao truyền thống, nó rất là bất tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 những cái phao nước như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, nó sẽ là bằng dòng dòng cao su như này. Đấy, dòng cao su dệt than tổ ong hai lớp như này. Khi các bác ngồi thì cực kỳ là êm và thoáng khí này. Đấy, êm thoáng khí. Bác nào mà hay ngồi văn phòng này, hay là bị bệnh trĩ này, hoặc là hay ngồi làm việc lâu, đấy, gây nhức mỏi thì các bác dùng cái này cho em. Rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đệm ghế như này thôi. Dùng để mình ngồi thì nó rất là êm ái. Và bên ngoài của nó thì nó sẽ là một cái dạng vải dệt thoáng khí nhá. Vải dệt thoáng khí. Và bên lớp, một mặt là để lớp cao su non như này, các bác ngồi cho nó khỏi bị trơn trượt này. Mặt trên thì dệt thoáng khí rất là êm luôn. Đấy, các bác ngồi nó có cái độ đàn hồi. Kể cả các bác để cả quả trứng lên đây ngồi nó cũng không bị vỡ đâu. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế, giá sẽ là 80.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy, đệm ghế, giá sẽ là 80k. Đó. Đệm ghế này, giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe hoặc là cân người đều được. Đấy. Thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác. Kèm cho các bác một viên pin luôn. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là hàng cân của Nhật như này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này thì cân được tối đa lên tới 180 cân nhá, 180 cân. Đó. Và nó sẽ kèm cho các bác một đôi pin như này, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Lắp pin vào là mình cân thôi, nó rất là tiện này. Các bác lắp pin vào cho em. Đây thì họ đã có sẵn pin cho anh em các bác rồi. Đấy, lắp pin vào cho em là mình sử dụng này. Đó, đây.
Con này thì nó sẽ có cho các bác là cân nặng và cập nhật luôn cả nhiệt độ luôn nhá. Cập nhật nhiệt độ luôn. Em thử cân xem tình hình sức khỏe và cân nặng của chủ shop tính như nào các bác nhá. Đó, đây. Cân nặng của em bây giờ đang là 65,9 kg nhá. Đấy, tức là vào 66 cân. 66 cân thì như vậy là cân của em đang có dấu hiệu giảm cân nhá. Đấy, đang có dấu hiệu giảm nhẹ. Đó, trước em đang là 67, 68, 68, 69. Đấy, và bây giờ còn là đi đây. Đấy, để em cân lại cho bác xem. Đó. Đây, 65,9, tức là bây giờ em là còn có 66 cân thôi. Đấy, 66 cân. Bình thường là 68 cân, giảm được 2 kg thôi nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là cân người nhá, cân người. Lên cho em là cân người hoặc là cân sức khỏe cũng được. Lên cho em là cân người đi, con này chuyên để cân người mà. Cân người, giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái cân sức khỏe như này. Rồi, ok. Chào các bác nhá. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn. Đây nó sẽ là một con súng cực kỳ chất lượng và xịn sò như này các bác. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đầu súng này. Một đầu súng như này. Đó, nó sẽ là một đầu súng như này các bác này. Và kèm thêm cho các bác là có tới là 3-4 đầu massage luôn, 4 đầu massage. Các bác bật thì giữ lì này cho em này. Đấy, giữ lì này. Và tăng giảm cấp độ đây nhá. Nó sẽ có 6 cấp độ nhá. Bật tắt đều là giữ lì hết nhá. Đây, hàng rất là ngon. Thì các bác càng nhấp thì nó lại càng rung mạnh nhá. Tức là nó sẽ là cảm biến lực. Nếu các bác ấn càng mạnh thì nó sẽ rung càng mạnh. Còn các bác bỏ ra thì nó sẽ là rung từ từ này. Đấy. Các bác xem các bác thịt nó di chuyển các bác này. Đấy. Con này các bác dùng để massage cổ vai gáy đốt sống cổ dây thần kinh các thứ đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là 4 đầu massage. Đấy, 4 đầu massage như này và một súng 4 đầu massage và kèm thêm cho các bác là một cáp sạc nhá, một cáp sạc như này. Giá thì chỉ có 170 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Nó sẽ là hình khẩu súng như này. Đấy. Cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá sẽ là 170.000 nhá. 170k cho một em súng thư giãn như này. Giá hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng cam như này. Đấy, sẽ là một cái dòng cam như này và nó sẽ là cảm biến ánh sáng nhá, cảm biến ánh sáng có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt nhá. Đấy. Và cảm biến ánh sáng cho các bác luôn. Đó. Tức là nó sẽ có 3 chế độ này, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này, tùy theo các bác để nhá. Và nó có điều khiển từ xa luôn. Và nó là dòng cảm biến này. Đấy, em che đi này thì nó sẽ sáng này các bác nhá. Che cái tấm pin năng lượng mặt trời đi thì nó sẽ sáng, tức là ban đêm nhá. Đấy, ban đêm là nó sẽ sáng và có người đi qua thì nó sẽ sáng. Có người đi đến thì sẽ sáng và đi qua nó sẽ tắt. Và có 3 chế độ này, sáng mạnh này, sáng vừa và nhấp nháy này. À quên, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu thôi nhá, chứ không có nhấp nháy nhá. Đó. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Có cả đai cho các bác nhá. Có cả đai để các bác bắt vào tường này. Đấy, và có cả điều khiển cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Lên cho em là cam mô hình này, cam mô hình. Giá sẽ là 100k một chiếc nhá. 100k cho cái cam mô hình như này. Đấy, rất tiện ích các bác dùng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn tắm Hàn Quốc nhá. Khăn tắm Hàn Quốc. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 1m4. Hàng to dài rộng các bác có thể dùng để mình tắm gội thoải mái luôn nhá. Đấy, tắm giặt gội đầu rất là ok. Đấy, kích thước của nó là 70 nhân 1m4. Chiều rộng là 70 và chiều dài là 1m4. Một mặt bông mịn và một mặt bông thô như này. Các bác có thể dùng để mình tắm gội đầu đều ok hết nhá. Đấy, chất bông mềm mại, dùng cho trẻ em cũng rất là thích. Và giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Một cái khăn tắm Hàn Quốc như này giá chỉ có cho các bác là 40k thôi. Đấy, các bác không đi đâu mà mua được một cái khăn tắm giá hợp lý như này đâu các bác nhá. Bình thường nếu các bác mua một cái khăn mặt không giá cũng đã phải mất mấy chục nghìn rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm kích thước to như này, đẹp như này, mà hàng chất liệu của Hàn Quốc nhá. Đấy, sợi bông tự nhiên nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. Và giá sẽ là 40k nhá. 40k. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000. Sản phẩm tiếp theo
đó là nay bên Xúc về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời nhá. Bộ ấm mặt trời đây thì đây nó sẽ là một cái bộ ấm bao gồm cho các bác là đựng trong một cái hộp mà rất là xịn sò như này, trong cái hộp vải như này, các bác về thì có thể cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là ấm mặt trời, giá sẽ là 140.000 nhá. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên này. Con chuyên này thì nó sẽ là vừa vặn trong lòng bàn tay như này nhá. Pha trà từ 3 đến 4 người uống là ok. Chè tam rượu tứ này. Đấy, một cái hũ để đựng chè này, cái hũ này thì pha được khoảng 5 đến 7 chuyên chè này. Đấy. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng đất nung của Nhật nhá, 6 chén như này. Và có cho các bác là một cái khay bằng nhựa và một cái giá đỡ này bằng tre này. Đấy, các bác đặt vào đây cho em, nó rất là tiện ích luôn. Thì các bác có thể dùng để pha trà tiếp khách rất là ok. Đó. Combo cho các bác là 6 chén một chuyên, một cái khay để các bác gắp chén như này. Đấy, hàng đựng trong hộp cực kỳ xịn sò luôn, kèm thêm cho các bác là một cái khăn lau nữa. Giá thì chỉ có 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá, ấm mặt trời này. Đó. Ấm mặt trời giá sẽ là 140k cho một cái bộ ấm pha trà mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Eto của Nhật nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Asahi. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Đấy. Tem của nó là tem nhôm này, hàng thương hiệu Asahi của Nhật này. Đấy, độ mở của nó sẽ là 6 phân nhá. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, chất liệu của nó là bằng thép nhá. Đấy, chất liệu của nó bằng thép này, con này dùng cực kỳ là phê luôn các bác này. Đấy. Độ mở của nó là 6 cm nhá, có cả cái phần này là các bác kê kích để đóng này. Đấy, và có phần kẹp bàn như này nhá, để các bác kẹp vào bàn này. Đấy, chất liệu của nó là bằng thép, rất là dày dẫn và chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 bao nhiêu nhỉ? 180.000 nhá. Đấy. Giá chỉ có cho các bác là 180k cho một con Eto này thôi. 180.000. Các bác lên mã giúp em đó là Eto nhá, Eto kẹp, giá sẽ là 180k. Đó. Eto kẹp này, đấy, Eto kẹp. Giá sẽ là 180k một chiếc nhá. 180.000 cho con Eto kẹp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác lên cho em là chổi cọ bàn ghế này. 35.000 một chiếc nhá. Cái này các bác có thể dùng để kỳ cọ bàn ghế rồi phẩy bụi phẩy biếc đều ok hết nhá. Bàn ghế, bàn thờ nói chung là để quét kỳ cọ bàn ghế rất là ok, hoặc là các bác vệ sinh bàn thờ cũng được, đó rất là đẹp. Đấy, chiều dài của nó có cái phần lông này là khoảng 20 cm và chiều ngang thì khoảng 5-7 cm, nó rất là nhiều lông nhá. Nên các bác dùng để quét kỳ cọ bàn ghế hoặc là vệ sinh bàn thờ rất là tiện ích luôn. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế nhá. Giá sẽ là 35k một chiếc nhá. 35.000 cho một cái chổi cọ bàn ghế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu chổi, đó là chổi lông phớt trần nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng sợi lông lông tĩnh điện nhá, sợi lông tĩnh điện. Cái sợi lông tĩnh điện này thì nó sẽ là cái chức năng của nó là nó hút các cái loại bụi vào nhá. Đấy. Nó sẽ hút các cái loại bụi vào, nó rất là tiện ích này. Đấy. Nó sẽ hút bụi vào, nó rất là tiện nhá, hút bụi vào nó rất là tiện. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu gen xoáy này, các bác xoáy vào cho em này, cái này có thể ngoắt nghéo này, ngoắt nghéo như này. Đấy, các bác có thể cụp lên cụp xuống được nhá. Và con này thì các bác có thể kéo giãn ra cho em này. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác có thể kéo giãn ra khoảng từ 1m8 đến khoảng từ 2m đến 2m8 nhá, 2m4 đến 2m8, rất là dài luôn. Đó, 2m4 đến 2m8. Có thể kéo dài ra này. Đấy, hoặc thu ngắn vào này mình dùng để mình phớt trần, lau trần rồi nói chung là vệ sinh này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Cuối năm tết nhất là các bác mua về để mình vệ sinh nhà cửa này. Giá chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chổi lông phớt trần nhá. Chổi lông phớt trần. Hàng cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Và tháo lắp rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là chổi lông phớt trần nhá. Giá sẽ là 55k. 55k. Đấy, lên cho em là chổi lông phớt trần này. Chổi lông phớt trần nhá. Giá sẽ là 55.000 cho cái chổi lông phớt trần như này. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu. Con này thì sẽ là 95.000 cho một con đèn phễu như này. Đó, có dây để các bác đeo đầu này và có cáp sạc này. Và đây nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy. Đây, đấy, rất là sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa này, sáng yếu này. Đấy. Có 3 chế độ sáng như này, có báo pin nhá. Có báo pin cho các bác luôn. Và rất là tiện ích các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn. Đó, rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Đó. Giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, đây. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy. Đấy, và có chế độ tia siêu sáng luôn nhá. Đó, rất là sáng nhá. Đấy, có pha rộng, pha hẹp này. Và con này cũng có chế độ cảm biến luôn các bác nhá. Đấy, cảm biến đây các bác này. Đấy. Con này cũng có chế độ cảm biến luôn. Đấy, khi các bác muốn dùng chế độ cảm biến thì các bác nhấn cái nút bên này cho em này. Đó, gạt qua gạt lại này.
Đấy, gạt qua gạt lại nó sẽ sáng và tắt này. Cái mắt cảm biến của nó thì ở bên hông như này nhá. Các bác chỉ cần là đây các bác này, đấy, mình chỉ gạt cái tay này nó tắt này, bật này. Đấy, tắt này, bật này. Tắt này, bật này, coi nhá, tắt, bật này. Đấy, tắt, bật này, rất là tiện ích luôn nhá. Thì lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, đèn phễu. Con này thì giá chỉ có 95.000 thôi. Cũng có chế độ cảm biến luôn để các bác sử dụng nó rất là tiện ích, mình không cần phải dùng tay để mình tắt bật nó mất công. Đấy, các bác có thể cần chỉ cần gạt tay qua là xong. Lên cho em là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá sẽ là 95.000 đèn phễu này. Đấy, nó to như một cái phễu ấy, giá sẽ là 95k nhá, 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao lọc các bác nhá. Các bác lên cho em là dao lọc bao da này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này các bác dùng để thái lọc phi lê rất là ok. Đó, hàng thép liền thân như này, cán ốp gỗ ba đinh nha, ba đinh thép này. Rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thái lọc phi lê thì thôi rồi luôn các bác nhá. Dao rất là bén và đựng trong một cái bao da cực kỳ chất lượng và xịn sò như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Đấy, lên cho em là dao lọc nhá. Dao lọc giá sẽ là 130k. Đó. Dao lọc này, 130k cho một con dao lọc như này. 130.000 cho một con dao lọc như này các bác nhá. Con này thì rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop về rất nhiều mã hàng mới thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó thì hôm nay bên shop sẽ về cho bác một cái mã sản phẩm mới, đó là cái thùng đồ nghề nhá. Đó, hàng thì lâu lắm rồi thì bên shop lại mới có hàng về các bác nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng luôn, đây em test cho bác xem này. Đấy, đây. Người em 70 cân các bác này. Đấy. Người em 70 cân nhá. Em đứng lên thoải mái luôn các bác này. Đấy. Đứng lên giãn dẹp thoải mái luôn nhá. Đấy, người em là 70 cân nhá. 70 cân. Đấy, đứng lên thoải mái luôn các bác thấy không? Con này thì kích thước của nó là 20-20 và 42 nhá. Đấy, rất chắc chắn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rất chắc chắn luôn. Cái độ của nó rất là khít nhá. Rất là khít như này thì khi các bác sử dụng nó không bị sọc sạch nhá. Đấy, những cái phần đai ốc các thứ này của nó rất là khít kỹ càng các bác nhá. Và chất tôn của nó thì khá là dày luôn. Chất tôn của nó khá là dày luôn, cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Và hàng của nó thì nó sẽ là hàng sơn tĩnh điện nhá. Đấy. Sơn tĩnh điện chống dỉ cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng của thương hiệu Suvina các bác này, Suvina. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng hai quai sách như này. Hai quai sách cực kỳ là tiện dụng luôn. Hai quai sách và siêu tiện dụng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Con này thì kích thước của nó sẽ là một chiều là 20x20. Dài là 42 nhá. Đấy. Chiều dài của nó là 42 này. Dài là 42. Còn chiều cao là 20 nhá. Cao là 20. Và rộng là 20 nhá. Rộng 20. Giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đó, giá của nó chỉ có cho các bác là 420k nhá. 420.000 cho một con thùng đồ nghề như này. Đấy, 420.000. Dòng này của nó thì nó sẽ có cho các bác là tổng của nó sẽ có cho các bác là một ngăn này. Đấy, một ngăn to này. Và nó sẽ có một ngăn to và hai ngăn bé như này nhé, hai ngăn bé hai bên. Đấy, tổng nó sẽ có cho các bác là 5 ngăn. Chiều dài này thì sẽ là 42. Đấy, chiều rộng thì sẽ là 20-20 nhá. Rộng 20 và cao 20. Rất là ngon lành luôn. Đấy, qua kiếp cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, dập đột cực kỳ kỹ càng và chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái lỗ này để cho các bác móc khóa vào đây nhá. Đây, có một cái lỗ này, các bác móc cái khóa vào đây này. Đấy, móc cái khóa vào đây để mình có thể là mình khóa vào để cho nó cẩn thận các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 420.000 thôi. 420.000 cho một cái mã thùng đồ nghề như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Giá sẽ là 420k nhá. 420.000. Giá đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, lên mã giúp cho em đó là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Đó, giá thì siêu tốt cho các bác luôn.